mình đi. Ừ, hát mình đi. Con điên. Trời ơi trời. Trời, nó tưởng tượng giống như nó giảng viên thanh nhạc vậy đó. Ông nội ơi. Hả? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cái đầm ổng mua 7 triệu rưỡi đó. Cái áo dài ổng mua 7 triệu rưỡi một rồi đó. Rách cái áo dài đúng không? Có rách không? Không có rách. Ở rách thì đền thôi, gì đâu. Rách thì đền. Vậy đây, kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối đêm nay thì chúng em hân hạnh phục vụ tất cả quý vị và các bạn chương trình Lotus Show với chủ đề là Sen và Em, để chúng ta cùng nhau chào mừng ngày lễ Phật Đản. Kính thưa tất cả quý vị, và trong buổi tối đêm nay thì ngoài những vòng vé Lotus may mắn thì quý vị sẽ tham dự với những bài hát viết về Phật pháp, cũng như là viết về tình cha mẹ, và đặc biệt là những bài hát viết về tình yêu của quê hương đất nước. Và đặc biệt trong buổi tối đêm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tham dự những vòng vé Lotus may mắn, và chúng ta cùng nhau gặp gỡ và giao lưu cùng với nam ca sĩ Hoa Vũ quý vị nha. Dạ. Ở là sao vậy? Là sao gật gật vậy? Ủa thì em đang nói mà. Không, em nói xong rồi, giờ tới anh đi. Vâng, kính thưa quý vị, và như quý vị cũng đã biết là người đẹp Hoài Sơn đã vắng mặt 2-3 tuần rồi quý vị ha. Thì giống như ngày hôm qua người đẹp Đan Thư cũng có nói, người đẹp Hoài Sơn đi móc túi ở ngoài Bình Định á, bị công an bắt. Trời ơi ông nội, em nội, trời ơi, nó giỡn quý vị. Nó giỡn. Dạ, em đâu có móc túi đâu, nó móc túi ai đâu trời. Làm gì đâu, móc túi. Bị tạm giam quý vị. Hát chặt sao mặt kỳ. Bị tạm giam một tuần. Không có bị tạm giam luôn, không có. Thiệt sự không có. Đi ra ngoài lấy chồng. Lấy chồng Bình Định. Ai lấy em? Đã... Sao miệng kỳ vậy trời. Thử sao, khoan từ từ cho đi. Bà bán nước dừa. Tôi kêu ly nước dừa này có chưa? À, đã có rồi hả? Ừ, đã rồi. Ừ, con xin lỗi ha, cảm ơn nha. Vậy đây, kính thưa tất cả quý vị, trong buổi tối đêm nay... Hả? Dạ, sao? Anh với em đứng nói như hai con điên, hai con khùng vậy đó. Nói hoài luôn. Rồi. Ở trong kia không ai đi bán vé luôn. Thì tôi thấy nó cầm ông dơ dơ vậy nè, mà ông đâu có gật đầu đâu. Thì tôi tưởng chưa bán thì. Đây, hôm nay là lần đầu tiên mà tụi nó làm ở đoàn hay sao á ta ơi. Không có biết canh lượt khách hay gì á. Rồi, mấy đứa làm được không? Không được nghỉ. Đi về đi. Bà Mười bà bán vé được kìa. Đưa vé cho bà Mười. Rồi, đó. Vâng, kính thưa quý vị, và như quý vị cũng đã biết ngày hôm qua tụi em cũng đã nói rồi, nhưng mà lát tí xíu nữa đông mỡ em nói lại. Rồi, đó. Em vợ dán dán thì hai đứa bán, lát vô đông đông thì 3-4 đứa bán nha không? Chứ ở trong làm gì, ở trong chụp hình, selfie cũng vậy à, Facebook mày không ai like đâu. Có chị like hỏi trong ai like đâu mới cưng nha không? Rồi, kính thưa, trời ơi, bữa nay phải không? Đó, đồng phục cái gì nha. Rồi, kính thưa tất cả quý vị, trong buổi tối đêm nay thì... Vâng, kính thưa quý vị, và tối đêm nay, quý vị thấy tụi em mặc đồ áo dài sen đẹp không quý vị? Áo dài này là của nhà thiết kế Đào Nguyên Hương Thảo, bạn của em chưa trả tiền nha quý vị. Trời ơi thôi, ông thòng vô cái ba cái chữ cuối gì vậy trời. Ba cái chữ cuối mấy con đồng này, đồng này nó nhột dữ lắm. Đặc biệt người đẹp Hoài Sơn còn thiết kế 3 triệu ngữ. Người đẹp Tây Hồ Mai 10 cái đầm, 8 cái áo dài, thiếu 4 triệu 8. Người đẹp Hà Anh thiếu 1 triệu rưỡi, 2 năm rồi chưa trả. Trời ơi là trời chết rồi, trời ơi trời. Bữa nay lễ Phật Đản, ông ơi ông tu đi, ông đừng có bạch là sao mà 6 kỳ vậy trời. Rồi, kính thưa quý vị, vòng loại vé đầu tiên cho em phục vụ tất cả quý vị là những tờ là vé cho vòng loại siêu tốc quý vị nha. Vòng loại siêu tốc thì như tất cả quý vị cũng đã quen thuộc với gánh hát lô tô Mỹ Nhân Ngư là 10.000 đồng. Chúng ta sẽ may mắn nhận về cho mình là 3 con số, và chúng em sẽ bốc ra một con số duy nhất sau mỗi vòng loại. Chúng ta sẽ tìm một vị khán giả may mắn cho giá trị giải thưởng đầu tiên trong đêm ngày hôm nay, đó là một cái phiếu hàng trị giá 100.000 đồng quý vị nha. Và chỉ có 10.000 đồng cho một tờ là vé thôi quý vị, mua một và trúng 10 quý vị nha. Thì hy vọng trong buổi tối đêm nay, dù là những tờ là vé siêu tốc hay là những tờ là vé lô tô, thì quý vị cũng sẽ gặp thật nhiều may mắn. Và em nhận thấy là quý vị, hiện tại thì cuốn việc cũng đến khá là trễ, thì cũng có một số khán giả chúng ta đã đến rồi đó quý vị. Thì không để tất cả quý vị ngồi không mà cũng buồn, chúng em phục vụ tất cả quý vị những tờ là vé siêu tốc cho những vòng loại đầu tiên, và khoảng 4-5 hay là 6 vòng loại siêu tốc thôi. Thì chúng em nhận thấy là quý vị vào đông đủ rồi, chúng em sẽ ngưng vòng loại siêu tốc, em sẽ phục vụ liền tay cho tất cả quý vị những tờ là vé lô tô quý vị nha. Dạ, những tờ là vé lô tô thì 20.000 đồng cho một tờ là vé. Và chúng em sẽ có 3 vòng loại khởi động. Giá trị giải thưởng bắt đầu sẽ là một cái phiếu hàng trị giá 200.000 đồng. Và sau 3-4 vòng loại khởi động, chúng em sẽ nâng dần giá trị giải thưởng, và càng về khuya thì giá trị giải thưởng càng được nâng cao. Và ở giữa chương trình chúng em sẽ có một loại cấp vốn, vòng loại đặc biệt với giá trị giải thưởng hết sức hấp dẫn. Và cuối cùng sẽ là một vòng loại bốc thăm trúng thưởng quý vị nha. Và bốc thăm trúng thưởng bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta sẽ đổi vé quý vị ơi. 2 tờ là vé lô tô cũ chúng em sẽ đổi cho tất cả quý vị thành một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng. Và khi chúng ta tìm ra được khán giả may mắn ở vòng loại bốc thăm trúng thưởng thì quý vị sẽ được quay cái vòng quay may mắn. Quý vị quay vào đúng ô quà tặng nào cho quý vị cứ đem ô quà tặng đó về, và hoàn toàn miễn phí quý vị nhé. Rồi, dạ, kính thưa quý vị. Rồi, dòng loại vé siêu tốc đầu tiên anh 397 nào chưa có vé ủng hộ giùm em quý vị mình ơi. Mỗi vòng loại như vậy chúng em sẽ phát hành ra là chỉ có 20 tờ là vé cho 60 con số, thì mỗi một tờ là vé là 3 con số quý vị nha. Ê mệt quá, nói vụ đó bụng quá, nó bụng dữ rồi.
Vâng, kính thưa quý vị, và người đẹp Hoài Sơn mới đi trốn nợ từ phía bên Bình Định về nha quý vị. Thành ra chưa có kịp ăn uống gì trơn á, là trốn nợ xong mới chạy luôn tới đây. Cũng tội nghiệp lắm mà thôi kệ đi. Nó không tới đây nó làm thì lấy gì nó có tiền nó trả nợ cho em. Không nào cười bự dữ vậy. Không nào cười bự dữ vậy. Vâng, không nào cười bự dữ vậy. Rồi kiểm vé đi cha. Rồi không còn kìa, nhìn thấy mờ. Rồi người đẹp Tây Hồ còn 3 vé cuối có gì ơi. Người đẹp Tây Hồ còn 3 vé chót có gì nha. Thắng ơi, còn mấy vé thắng cưng ơi. Còn nhiêu. Dạ, Nam Thế Lịch Quốc Thắng còn 5 vé quý vị nha. Kính thưa quý vị, và quý vị lưu ý giùm em những tờ lá vé siêu tốc đó quý vị. Mình cứ ủng hộ giùm em đến tờ lá vé sau cùng giùm em quý vị nha. Bởi vì sao quý vị ơi, bởi vì khi mà chúng ta còn dư thừa lại tờ lá vé nào đem vào trong, tức là quý vị đã mất đi những con số may mắn rồi quý vị. Lỡ mà cái đáy banh chúng em quay ra nó nằm trong cái đám vé đem vào trong thì quý vị ở phía dưới không ai đọc giải hết thì chúng ta rất là buồn quý vị nha. Rồi phía bên trên này có vài anh chị mới vừa vô nè. Hồ ơi, đó em cầm ba vé em ra đem đứng cho chị. Em cầm ba vé em ra đem đứng. Ừ đó, em chặn đầu ngọn gió, em chặn đầu ngọn sóng cho chị đó. Rồi á, thấy ba anh chị vừa vô là xẹt là nhét vô nha, tay nhét vô nách anh chị, mỗi người vé giùm chị liền nha. Rồi đó, đăng phải không, đăng phải không, thiên đăng hả? Em có bà con với con thiên tai không? Không, đừng bà con với nhỏ đó nha. Ủa cái con đó nó mất dạy lắm, đừng có chơi với nó em. Cậu bé con đó nó mất tính rồi. Nó mất dạy nữa. Con đó nó mất tính rồi. Cái live stream nó chửi quá, chửi chấn động, nó chửi gian động một thời. Nó lên có một like à. Nó lên một like nhưng mà bây giờ nó người ta chia sẻ 80,000 like luôn. Nó lên có một like à. Còn mẹ mà nó chửi coi, con mà chửi ngược lại nó lên 3-4 cái like. Mà giờ xóa chưa rồi. Xóa chưa rồi. Anh còn lưu nè. Anh còn lưu hả? Ừ. Lưu không chửi coi mà đồng tôi cũng dám coi lại rồi. Tôi cũng dám coi lại. Anh gửi cho em hay là anh đại Facebook bên tách nè em. Đây. Sao mà kỳ vậy, chào ta kỳ quá thì ta từ mình đừng có tan Facebook vậy, hiểu không? Rồi, dạ quý vị ơi, quý vị nào mà chúng ta đã gửi xe rồi đó quý vị, và mình tranh thủ mình tiến ra bên trong sân khấu giùm em, dạ cho mấy con phục vụ ghế ngồi cho tất cả quý vị các bạn mình luôn quý vị nha. Rồi, kính thưa quý vị, vòng loại vé siêu tốc đầu tiên trong đêm ngày hôm nay là 10 người đọc chung tờ lá vé quý vị nha. Rồi anh 37 nào chưa có vé mình vơ nhà một đầu tay giùm em quý vị ơi. Quý vị ở phía bên dưới ai chưa có vé không quý vị ơi? 10,000 cho một tờ lá vé siêu tốc quý vị nha. Quý vị sẽ nhận với cho mình là 3 con số. Và nó khác với những tờ lá vé lô tô. Những tờ lá vé lô tô như vậy là một tờ lá vé là cả to cho nên là quý vị nó có 60 con số là, và thứ tự sẽ được sắp xếp một cách ngẫu nhiên. Còn là nhưng mà trọn vẹn tờ lá vé thì đều có đầy đủ 60 con số. Nhưng mà đặc biệt là từ những tờ lá vé siêu tốc thì mỗi một tờ lá vé là 3 con số hoàn toàn khác nhau quý vị nha. Nó phụ thuộc vào cái sự may mắn của tất cả quý vị. Hên xui may rủi, và chúng em bốc một con số duy nhất. Quý vị nào có con số đó là tờ lá vé của mình thì lên sân khấu nhận quà giùm em quý vị nha. Vâng, kính thưa quý vị, và mỗi vòng loại siêu tốc tìm chỉ phát hành đúng 20 tờ lá vé thôi quý vị ơi. Thành ra quý vị đừng bỏ sót một tờ lá vé nào mà đem vào phía bên trong sân khấu nha quý vị. Khi mà tụi em đem một tờ lá vé vào, trong đó có 3 con số mà rủi con số em đang cầm trên tay. Em kêu đúng 3 con số đó thì không có quý vị khán giả nào trúng thưởng hết. Bởi vì quý vị thường tình ủng hộ giùm bổn đầu tụi em nha quý vị ơi. Và trên tay các người đẹp chỉ còn sót lại 1, 2, 3 tờ lá vé cuối tay thôi quý vị. Vì thường tình ủng hộ giùm bổn đầu tụi em đem số nhanh số lẻ cho quý vị để đến với những vòng loại lotto show hấp dẫn. Và những vòng loại tri ân đặc biệt nha quý vị ơi. Vậy rồi kính thưa quý vị, chỉ còn số động là những tờ lá giấy cuối thôi quý vị ơi. Vậy người ta nói giấy cặn giấy thừa giấy chừa đoạt giải quý vị nha. Những tấm lá giấy cuối là những tấm lá giấy rủi nhiều mai quý vị nha. Ê cái hình ảnh này em không có quen anh ơi. Hình ảnh thằng này nó đàn ông em không có quen thiệt sự. Thiệt. Ê anh đang thắc mắc nha. Tại sao bình thường nó làm đàn bà, cái xong nó chạy nó bán giấy người người, nó làm đàn ông nó đi từ từ như đàn bà mang bầu vậy đó. Là sao vậy trời? Rồi, dạ, nếu như mà tất cả quý vị nào có từng những tờ lá vé đầy đủ trên tay rồi đó quý vị, thì chúng em chỉ còn sót lại những tờ lá vé sau cùng thôi quý vị. Thì mời mọi người ủng hộ em thêm vé nữa đi quý vị. Dạ, dạ, cái nhà có 5-3 cái cửa, có vé rồi, có vé nữa không sao quý vị nha. Cái anh đó rủ em đi nhậu kìa, anh thấy anh chở mấy chai rượu chú hộ. Đâu anh? Trang Dân Quân đó. Trời ơi, má ơi. Ừ, em đi nhậu với ảnh đi, đỡ đầu lương đi đi. Đi nhậu đi. Ai quên, trời ơi, đừng nè, kỳ lắm, trời ơi. Trời ơi, tôi ra Bình Định được có 2 tuần lễ tôi học được võ Bình Định đó ông, là bạn tôi đánh ông đó. Trời ơi, đánh ông đó. Rồi, ui cha. Đau cái đít dữ rồi nè. Sao mà chơi ngay cái chỗ mà cái chỗ vừa có đánh không vậy trời, quỷ sứ hà. Rồi người đẹp Tây Hồ còn 2 vé cuối cái gì ơi? Dạ, người ta nói những tờ lá vé cuối là những tờ lá vé rủi nhiều mai quý vị nha. Dạ, mỗi một con lợi như vậy cho em sẽ phát hành chỉ có 20 tờ lá vé thôi quý vị ơi. Dạ, để em điếm có đủ 20 người không?
Rồi, dạ nếu mà quý vị nào có vé rồi cũng có vé nữa đó, quý vị mình ủng hộ em thêm vài vé nữa đi quý vị ơi. Dạ, mình mua càng nhiều vé thì cơ hội trúng giải càng cao quý vị nha. Mua một vé thì mình sở hữu được 3 con số may mắn, mua 2 vé thì mình sở hữu được 6 con số may mắn quý vị mình nha. Đó, cứ vậy mình nhân lên giùm em. Và quý vị lưu ý giùm em là mỗi ông loại cho em sẽ quay ra một con số duy nhất để tìm ra một vị khán giả may mắn duy nhất thôi quý vị ơi. Cho nên là quý vị ủng hộ giùm em đến tờ lá vé sau cùng giùm em quý vị nha. Ví dụ như những trên tay những người đẹp chúng em còn sót lại những tờ lá vé dư thừa này quý vị, mà lỡ nhưng mà quý vị để mà nó dư nó đem vào trong đó quý vị, thì lỡ cái con số mà anh Đạt đang cầm nó nằm trong cái đám vé dư vào đem vào đó quý vị là quý vị không ai đọt giải hết. Cho nên quý vị lưu ý giùm em quý vị nha, chỉ có 10.000 thôi quý vị ơi, chẳng đáng là bao ăn dầu giả bảo hút thuốc phi pha nó cũng tiêu tan thôi quý vị ơi. Dạ thôi bây giờ anh đứng em nói đi, chừng nào mà bán hết anh đi ra anh kêu số chưa. Dạ. Ủa sao vậy trời ơi trời, ủa vậy là ông thương nào dữ chưa. Rồi ok không sao đâu, kệ đó, mình phân phận làm công ăn lương mà chàng là cô hiểu không, kệ không sao hết trơn. Trời mình nói mình mới có lương hiểu không, để mình có tiền mình là mình chu nợ chứ trời ơi. Đó thôi còn mấy vé gì cơ, thôi còn 2 vé hả, 2 vé. Ủa sao nãy giờ còn 2 vé hay thích vậy. Sủa trời ơi nè, nó nghe nè cười một nụ cười lên cho chị, cười tươi lên đó, cười một nụ cười đó, thiệt cười một nụ cười thật. Cười là cười với khán giả chứ không phải cười với anh Sơn. Cười với anh Sơn tối nào hai đứa bay cũng nằm ngủ chung ôm nhau ngủ, cười à, nhau thấy hoài luôn. Cười làm gì nữa, ông đừng có nói vậy, người ta nghĩ tới mối quan hệ của tôi bất chính. Hai đứa bay là giang giang diêu diêu mập mờ, không hề mập, hai con ốm vô bớt nhát này không hề mập. Giang giang diêu diêu ốm mờ mà cũng không có mờ, nó lồ lộ vậy, nó có mờ chỗ nào đó trời, chỗ nào lồi chỗ nào lộ nè. Cái con bóng lộ này không thấy à trời. Trời ơi, con này cũng bóng lộ nè. Mà thật sự hồi xưa nó là trai thẳng đó. Thì bởi nó là năm 16 tuổi mà bè nó mà nhậu xỉn xỉn. Thôi nói nghe nè, bây giờ kêu mấy đứa vô thay đầm, thay quần cột, quần đá banh gì, nó bán vé cho nó nhanh. Chứ nó mặc áo dài nó đi người người giống như là đi thi qua hậu Hoàng Vũ gì đó. Trời ơi trời. Đúng vậy quý vị đó. Quý vị giơ cái tay giùm em để cho nó chạy đầu này chạy đầu kia đi quý vị. À anh ba chị bạn đó, đây đây đây. Hoàng tử công chúa thằng đồng Nikolai ơi, vô ghế ngồi đi tha. Dạ chị gái. Thiệt chứ Thảo mà nó thấy cái hình dáng này mặc cái áo dài của nó không, nó kêu đừng có chụp hình quăng lên Facebook. Đâu cái hình dáng nào đây nè, phan để nó đi gì nè, anh diễn tả nha. Trở với ông địa giống nổi. Trời ơi đó, coi kỹ rồi đi, nó đi nó ẩn cái bụng nó ra không. Rồi hết vé chưa tháng, còn mấy vé, còn một vé cuối cái gì ơi, một vé chết. Chị bán nước dừa ủng hộ em, chị bán nước dừa. Đây đây đó. Trời ơi, chị cho tôi vụ một dính liền phải không? Rồi, Đăng ơi, còn mấy vé Đăng ơi? Còn mặt nhiêu? Còn 4 vé hả? Hồ còn mấy vé Hồ? Hồ hết vé rồi, còn 4 vé cuối cái gì ơi? 4 vé cuối, 4, 3 là 17. Ủa phải không? 4, 3, 19. 4, 3, 19. Trời ơi, sao hay, không hay tôi vậy? 4, 3, 4 x 3 là 9, còn 9 sớm. Ủa, 7, 7. 7, 4, 3 là 10. 4, 3, 10 hả? Còn 10, còn 10 vé. Ủa, nó còn 4 vé mà không? Không kỳ vậy? Trời ơi, sao học tốt giỏi quá, làm sao lên làm trưởng đoàn được hay vậy trời. Rồi còn 4 vé em quý vị ơi, 3 con số trên một tờ lá vé quý vị nha. Chúng em còn đến 12 con số may mắn rồi quý vị ơi. Quý vị nào chưa có vé ủng hộ giùm em quý vị nha. Ủa Đăng rồi. Nó chui xuống gầm bàn rồi. Còn mấy vé cơ, còn mấy vé. Hết luôn hả? Rồi. Hên quá. Rồi. Chúng ta không làm việc thay mà sẽ chúng ta cùng vô số. Mày gì đây mày, gì đây mày, gì đây mày, gì đây, kính mời cô bác có giấy chồng này mà trở lại đây. Trở lại đây em kêu một con rồi lên lấy quà về nghe bà con ơi ơi. Mày gì đây mày, gì đây mày, gì đây. Ho 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 ho. Ơi ơi ơi. Ho 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 ho. Vậy. Ho 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 ho. Số 4 vô. Con số 4. Số 4 đọc giải. Số 4 đọc dài. Số 4 là con số đọc dài. Quý vị nào đang cầm tờ lá vé có con số 4 chạy thẳng lên trên sân khấu giúp em ạ. Lên đây nè chị. Lên đây. Bà gì tên gì quên rồi, bà gì. Bà Diễm Trang. Chị Diễm. Ủa phải bà không? Ủa phải bà Diễm không? Bà Diễm trúng không bà Diễm? Diễm trúng hả Diễm? Trúng không? Lên đây. Trời ơi, bà tranh thủ bán hai cái nước xong bà lên bà lạnh quà kìa đó. Thôi, bà Diễm chúng khỏi chung đi. Rồi, bà Diễm chúng khỏi chung đi. Quyên góp cho ông Sơn đi, bà Diễm ơi. Ủa sao vậy? À, không phải bà Diễm. Hả, bà Bèo rồi, nói chung liền đi. Dù hỏi có một chị Bèo đọt giải có gì nha. Dạ, có một chị Bánh Bèo đọt giải. Rồi, kính thưa quý vị, dòng lệnh tiếp theo vẫn sẽ là 10 ngày đọc cho một tờ đại vé siêu tốc luôn quý vị ơi. Và sau bài thật rồi. Con em té kìa xuống giữ con thôi. Rồi, đã ơi. Số 4 đọc giải nhau về. Rồi, một phần quà cho chị nha. Cảm ơn chị gái.
Rồi cái tôi tất cả quý vị dòng loại tiếp theo quý vị ơi. Dòng loại tiếp theo vẫn sẽ là 10 ngàn đồng cho một tờ lạ vé. Quý vị vẫn sẽ may mắn nhận về cho mình giải thưởng sẽ là một cái phong bao lì xì, một trong đó có một cái phiếu mua hàng trị giá 100k quý vị nha. Chúng ta cùng nhau tìm cho mình những cái phiếu mua hàng để chúng ta cùng nhau có cơ hội để chúng ta sử dụng cái phiếu mua hàng đó. Mình ủng hộ giùm em những tờ lạ vé siêu tốc và những tờ lạ vé lô tô cho vòng loại kế tiếp quý vị nha. Rồi anh 397 nào mà chúng ta chưa có vé đó quý vị, mình cứ nhớ giật đầu tay giùm em quý vị nha. Và đêm ngày hôm nay là một cái đêm rất là vui đối với người đẹp Đăng Thư, bởi vì người đẹp Đăng Thư cũng đã được vô một cái concept đồng phục rồi. Dạ. Rất là vui. À vậy hả? À vậy hả? Ừ. À vậy hả? Ừ đó. Hello. Hello, ủng hộ vé đi hello. À. Trời đất ơi. Ôi ơi, tôi nói chuyện ổng không nói với ông Quýnh Đờn. Trời chẳng nhẫn để nhan sắc ông Quýnh Đờn được hấp dẫn hơn em sao? Chẳng lẽ nhan sắc chú Tâm hấp dẫn hơn em sao? Chú Tâm dù có già đi chăng nữa nhưng mà chú Tâm không có hô. Ủa anh ơi, em vừa hô vừa già là em hơn chú Tâm rồi. Ôi, em vừa hô vừa già. Ủa tự em nhận nha. Quý vị ơi, trên tay các người đẹp chỉ còn sót lại đôi ba tờ lá vé thôi. Quý vị thương tình ủng hộ chung đoàn tụi em nhớ vị ơi. Chỉ một vài vòng loại nữa thì tụi em sẽ phát hành vòng loại lần đầu tiên cho quý vị. Với những vòng loại khởi động, sau đó sẽ có những vòng loại mà nâng dần giá trị giải thưởng. Và những vòng loại tri ân đặc biệt dành tặng cho quý vị khán giả trong số khán tối đêm nay. Và hy vọng rằng quý vị sẽ thương tình ủng hộ chung đoàn tụi em cùng ngồi chơi với tụi em trên thời phút chót. Nói gì thôi. À và quý vị ơi, quý vị nào có mình có xài điện thoại, mình lấy điện thoại ra mình nhắn tin điện thoại cho bạn bè người thân của mình. Bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3, bạn mẫu giáo, bạn đại học, bạn trung cấp, bạn cao đẳng, hoặc là những đồng nghiệp, hoặc là những người bạn bè xung quanh mình đó quý vị, hàng xóm, tiểu thương ở chợ thì mình kêu tới đây ủng hộ cho kênh Thép Luôn Tôi Miễn Như Người Tiền nhớ quý vị ơi. Được chưa, xong chưa? Mình nói đi em. Và kính thưa quý vị ơi, như ngày hôm qua người thân đã nói, người đẹp Đăng Thư đã nói người đẹp Hoài Sơn vừa bị tạm giam ở Bình Định về, hôm nay mới được thả về quý vị ơi. Bởi vì là bị cạo trọc đầu, mà có cạo trọc đầu thiệt không? Đầu ta tóc ta bới cục đúng, thấy đọc tóc nhiều dữ lắm bới. Anh ta tóc giả mà. Ta đã tin là thiệt đấy. À tin là thiệt đúng không? Trời ơi, tôi xài cái đầu này ba chọc rồi ba ông còn nói tóc giả là sao trời. Tin là thiệt đi. Ê! Trời ơi, tôi nói nè, nói nha. Ở đây cái đoạn này mà anh Đạt với đứa nào mà đụng tới cái đầu của tôi sống chết người đó nha chưa? Tôi sống chết người đó. Khán giả mua vé đi em hát cho nghe. Khán giả mua vé đi em hát cho nghe. Liên hoa. Vô đi má. Không, em hát bậy rồi Thư. Phải hát nè. Hồ. Hát nữa tao liệm mày. Hát gì nè. Kiểm vé đi, kiểm vé. Mày nói để tao liệm, mày liệm con quỷ. Thôi một loại siêu tốt mà bán 30 phút. Đây ơi, rồi hậu còn mấy hậu ơi. Hậu hết vé. Rồi phía dưới ai nữa đâu ơi. À Tính Nguyễn. Tính Tiến. Tiến còn 5 vé. Là còn 5 vé cuối hả? Rồi còn 5 vé nữa quý vị ơi. Dạ cho tay nha, 5 thì là Tính Nguyễn. Còn 5 cụm núi quê hương quý vị. Anh 397 nè, mọi người phá giùm em cụm để sang bằng cái cụm 5 cụm núi quê hương đó. Em sổ liền dòng loại này quý vị nha. Trời thẳng lên trên này đi con ơi. Rồi ai tính á? Ủa đúng là con anh hay cháu anh hả? Con anh luôn con rồi. Con anh luôn hả? Rồi nó kêu anh bằng chú luôn rồi. Chú luôn hả? Trong mặt anh già quá mà. Ở già thua bà, thua em. Ủa em mà nó dẫn kêu bằng chị. Đâu có đâu, nó kêu bằng một bà ngoại. Ê Tết. Tết. Cứ kêu chị bằng gì? Bà ngoại. Cái này là ông dạy nó nè. Ông dạy nó chứ thật sự là vô đó là nó không kêu bằng bà ngoại đâu thật sự. Rồi. Nó kêu bà cố ngoại. Rồi tính ơi, ở dưới ổn không cơn, không ổn chạy lên đây có hai chị gái nè. Đó. Dễ thương dễ sợ, trời ơi cái áo chấm bi mà đẹp dễ sợ. Trời ơi, tôi kết cái áo chấm bi là dễ sợ. Trời cáo hồng cái bên đó, trời ơi. Cái màu hồng là cái màu được tượng trưng cho sự đàn ông đó. Rồi, qua đây nè cưng đó. Hai chị, vậy chị áo hồng, chị áo hồng đỏ. Mỗi người ủng hộ vé đi. Trời, hai anh chị phía trước có vé chưa, ủng hộ em một vé đi. 10 ngàn vé. Trời hả, dạ, trời ơi, dễ thương, dễ sợ, thiệt sự. Rồi, còn mấy vé tính? Còn 3 vé. Còn 3 vé cuối quý vị ơi. 3 là 9 quý vị ơi. Còn 9 số là quý vị. Dạ em đang cầm trên tay con số may mắn cho dòng loại này là 100.000 đang cầm trên tay em nè quý vị ơi. Rồi anh 397 là muốn sở hữu giá trị giải thưởng 100.000 trong buổi tối hôm nay, bỏ ra 10.000 nữa thôi quý vị ơi. Dạ chị ủng hộ em vé đi chị. Dạ trời ơi, ba mẹ con 3 vé đi. Dạ rồi đó, mẹ dội vé mẹ, con dội vé con đó. Rồi ơi, còn vé nè. Không chạy qua đi. Đó, đúng rồi đó. Trời ơi, dễ thương dễ sợ. Trời ơi, lâu dữ, lâu ngày không gặp ông chồng em ha. Ừ. Rồi,
Hậu còn đấy với Hậu ơi. Vâng, kính thưa quý vị, quý vị thương tình ủng hộ cho tụi em mua vé nhiều nhiều quý vị. Lát tụi em sẽ kể tội Sơn xử nó trước bàn dân thiên hạ ở đây luôn quý vị ơi. Làm như sự tô quách bè cho trời. Trời ơi. Trời ơi con này nó. Rồi đề nghị mấy anh kép mấy anh đào nè, bán vé tươi cười lên, năng lượng tích cực lên. Khán giả mới mua nhiều nha, hết vé chưa? Hết vé chưa? Rồi, quý nhà nào có vé thì bắt giữ sẽ bắt đầu. Dạ, số. Con số gì đây à? Con mấy gì ra? Ai nhớ thương ai bây giờ nhớ ai? Ai biết nhớ ai? Con số 2. Con số 2. Trời ơi chúc mừng chú. Dạ. Số 2 đoạt giải. Trời ngồi ngay chính điểm luôn, ngồi ngay hàng đầu luôn. Dạ. Rồi. Dạ rồi con số 2 dùng lại 008 đúng. Dạ con gửi tặng chú một cái phiếu mua hàng trị giá 100 ngàn. Dạ kính chúc chú luôn dồi dào sức khỏe. Kính chúc chú sống trong hậu quan của mười phương chư Phật. Dạ. Rồi. Lát bị đánh á, sao bị đánh à? Trời ơi tôi kêu đó thì người ta thách chúc mượn. Biết ai đánh em trước rồi? Ai đánh? Thư. Ủa sao kỳ vậy? Tại nó ghét em á. Trời ơi. Trời ơi đi cưng được cái ganh tị nhan sắc của chị. Rồi kính thưa tất cả quý vị. Tại chị có nhan sắc đâu mà ganh tị, chị chưa mất công. Trời đất ơi. Đúng không? Trời ơi tôi ra đó là đẹp nhất thì Bình Định. À, hiểu ha. Tôi thắt sủng ở Bình Dương, tôi ra tôi đẹp nhất Bình Định. Ôi vậy em đi về Bình Định đi. Đâu bây giờ quay người bắt xe về ngoại đi. Phải. Ở đây không có em mà vẫn sống khỏe. Ủa kỳ vậy? Ủa kỳ vậy? Hôm qua cái nick Facebook nào nhắn tin cho tôi là tôi tiễn em lên đường, trời hôm nay không có mưa, em nhớ đi cho cẩn thận, xe ngoài kia nó canh em ra ngoài đó đó em ơi. Vâng kính thưa quý vị. Ủa còn vé không vậy mấy anh ơi, mấy anh mấy chị ơi, đâu hết trơn rồi. Alo, ai bán vé dòng này vậy? Hô còn bao nhiêu vé không ơi? Hai vé cuối chúng ta nhiều đẹp tây hồ. Thắng ơi còn bao nhiêu vé Thắng ơi? Có vậy nào muốn chiếc xe về quê có gì không? Về đi em xây tình mới, có ai còn thương có ai đợi chưa? Ê mới đầu giờ đó mày chù ai vậy Sơn? Chù ai vậy? Leo lên coi, leo lên, hai bên ầm lăn lên. Lăn lên. Rồi sang chưa? Rồi, 10 ngàn đồng cho tờ lại giá quý vị ơi. 10 ngàn cho tờ lại giá 3 con số luôn quý vị nha. Anh 37 nào trực giấy ủng hộ giùm em quý vị ơi. Dạ đi đâu mà dội mà vàng, mà chấp cái đá, mà quạt cái dây. Dừng chân cái lại ở đây, mua một tờ lại giá có quà cầm tay đem về quý vị ơi. 10 ngàn đồng 3 con số may mắn quý vị nha. Mỗi một dòng loại là 60 con số, chia ra 20 tờ vé cho quý vị. 10 tờ lá vé đầu tiên là người đẹp Tây Hồ bán, 10 tờ lá vé sau là nam sinh lịch là Thiên Đăng bán quý vị nha. Dạ, 1 tờ lá vé là 3 con số, quý vị sở hữu 3 con số. Mỗi một dòng loại em sẽ tìm ra một khách giả may mắn đọc giải chi nhớ quý vị bên đây. Hết vé chứ Đăng ơi. Rồi, hết vé rồi, vô trong luôn em ơi. Rồi, lên, lên, lại, la, lại, la quý vị ơi. Rồi, mệt ba, nấu cha nó mệt dữ. Mệt dữ rồi, mệt quá. Giống mấy người tôi xe không? Mệt dữ. Hồ giá không hộ? Hết vé, rồi hồ hết vé. À Thắng còn mấy vé Thắng không? Đó còn là một vé cuối vậy. Năm tờ của Thắng còn một vé đó. Còn một vé cuối vậy. Ủng hộ năm tờ của Thắng nó kiếm tiền rồi mua vé xe về quê quý vị ơi. Rồi ủng hộ một vé cuối một vé đó. Rồi quý vị đọc vé này mặc về sẽ bắt đầu giờ số quý vị nha. Hết vé cho Thắng ơi. Đang hết vé luôn hả Đăng ơi? Hồ hết vé luôn. Rồi còn chờ chơi giây nữa. Số luôn. Con số gì đây à? Mấy gì ra con mấy gì ra? Con mẹ gì ra? Cá không ăn muối mà cá ương. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. 34 vô. 34 đoạt giải. Rồi chúc mừng anh trai đoạt giải con số 34. Rồi đã có cái giải may mắn đoạt giải của gì mình cùng khoan voi số tờ lá vé của gì nha. Để ông kiểm tra là tờ lá vé của gì là số ký hiệu số dòng loại của gì mình đây. Dạ đến mà thường hợp và sai sót cho nên chúng ta còn cái vé mà mình dò số tiếp của gì nha. Rồi cho xong vài dòng loại ra siêu tốc nữa thôi. Chúng em xin vụ liền tay cho tất cả quý vị như tại là giá lưu tôi cho dòng loại lưu tôi đầu tiên quý vị mình nha. Dạ. Rồi xin phép trao tặng thưởng bên ngoài cho anh trai. Dạ, kính thưa quý vị, chỉ 1-2 vòng loại siêu tốc nữa thôi thì em sẽ phát hành những vòng loại lưu tôi xuống. Thì hy vọng rằng quý vị sẽ thương tình ủng hộ cho vòng đầu tiên em nhiều, thật là nhiều hơn. Thơ ơi, cứ đi theo anh này, cứ giải thích cái phí mua hàng cho anh này hiểu nha.
đó từ cưng nè, cưng bồng anh xuống luôn đi cho nó nhanh, ẵm anh xuống luôn, khiêng anh xuống. Rồi, kính thưa tất cả quý vị, dòng lời vừa qua đó có một anh trai may mắn đọt dài quý vị nha. Rồi, quý vị vui lòng hủy bỏ từ lá vé cũ, hỏi dòng lời mới, tâm lá vé mới đó quý vị nha. Rõ anh, quý vị nào mà chúng ta chưa có vé mình ủng hộ giùm em, nhích nhẹ một động tay giùm em, quý vị mình ơi. Dạ, trong buổi tối đêm nay, dạ đó, những tà áo dài đồng phục của chúng em, dạ đó, một có một cái cành hoa hoa sen tươi thắm. Dạ đó, thực sự em rất là... Vâng, quý vị nào muốn may áo dài, mua áo dài liên hệ người đẹp Hoài Sơn. Người đẹp Hoài Sơn ăn lời ít lắm quý vị. Ví dụ như bên kia giao cho tụi em 500, người đẹp Hoài Sơn bán 1 triệu ngữ. Dạ. Ông nội hội lên tôi đánh, tôi bồm đầu tôi luôn, ông nội. Thôi ơi, tôi trong trời một kỳ vậy trời. Tôi không ăn được đồng nào, tiền tôi báo dài tôi còn chưa trả nổi. Thấy được tôi ăn đâu đồng nào, trời tôi còn đi máy áo dài thiếu nữa kìa trời ơi. Thôi ơi, thiệt sợ. À, đâu đây, nhỏ nhỏ này nói gốc theo em nè. Đó, trời ơi, để tao coi 14 dài nó chừng nào mày có tiền mày trả. Thôi ơi, tính thiệt, để coi. Làm gì có tiền nữa. Làm gì có tiền nữa. Làm nhiều nó cho trai hết trường. Đó, em làm chứ. Ngày đầu tiên nó ra ngoài với em đó. Nó đi chơi với trai, đi nguyên một cái dạng, đi nguyên một cái bãi biển, không có một cái xe hủ tiếu hơn. Về nhà nằm đói lên tới 4 giờ sáng. Trời ơi, em cù tới 8 giờ sáng luôn. Thiệt sự vừa dạ tôi lắm. Trời ơi, bởi vậy bỏ tật mê trai hả mày. Đó, mê trai đầu thai không hết cái gì ơi. Rồi, cái thứ có gì dòng lại tiếp theo vẫn là 10 đồng cho một tờ lá vé cái gì nha. 10.000 đồng quý vị sở hữu cho mình là 3 con số may mắn. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra một vị khán giả may mắn đột dạy duy nhất cho vòng loại tiếp theo. Và vòng loại này cũng là vòng loại thứ 3, thứ 4 rồi quý vị ơi. Chỉ sau 4 đến 5 vòng loại nữa thôi. Thứ tư. Dạ, chỉ sau 2-3 vòng loại nữa thôi, chúng em sẽ phục vụ tất cả quý vị nhận tại là vé cho vòng loại Loto quý vị nha. Không lẽ tối nay quý vị đi chùa hết rồi sao ta? Hả? Còn 2 vé cuối cho tay người đẹp đang thư quý vị ơi. Rồi à, Hậu, 1 vé cuối, 2 vé cuối luôn hả? 2 vé luôn. Rồi. Hả? Ở 2 vậy là 4. Rồi. Mẹ ơi. Mẹ. Dạ, mẹ. Dạ, ủng hộ giúp con. Dạ đó, trời ơi. Bà mẹ nuôi em đó quý vị. Dạ, trời ơi, thương lắm. Thiệt thương dễ sợ. Rồi vé cái bên luôn Thư ơi. Vé cái bên này Hậu ơi. Đó anh ơi, còn 2 vé cuối mẫu luôn đi anh. 2 vé cuối mẫu đi, có 20 thôi. Ông có 10.000 thôi hả? Một vé bên này nè Hậu ơi. Cái vé bên kế bên chỗ Đan Thư đứng kìa. Đan Thư nó đứng nó che người ta rồi. Trời ơi, Đan Thư nó đứng nó che hết 2 người luôn. Thiệt sự. Thôi chị xin lỗi đi, chị nói sự thật. Chị xin lỗi, em xin lỗi, nó mít lòng. Rồi còn một vé đây cuối nè Hậu ơi, người ta chỉ như đây nè. Rồi mẹ chơi luôn đó, mẹ mẫu luôn. Còn mấy à, ủa còn một vé hả? Nó lội đâu mình, nó chui từ trong này ra. Ở đâu mà nó đẻ ra vé đó dễ tính. Em còn mấy vé? Một vé cuối hả? Rồi cái chị gái nào, khán giả nãy nào đâu mua vé đâu rồi quý chị ơi. Rồi một vé cuối luôn, xong luôn. Rồi có gì nào có vé tay mắt dễ sáng và bắt đầu vô số. Còn hỗ trợ nữa. Ủa cái này giờ làm vậy? À thấu tiền hả? Trời ơi, một vé cuối quý chị ơi. Giờ mình ngồi để mình tâm sự đi. Trời ơi trời, nó đi bán vé mà nó giấu vé trong vỏ không? Bây giờ còn vé không ông nội ơi? Còn vé không? Một vé cuối ơi. Một vé chót 10.000 thôi quý vị. 10.000 thôi, 10.000 cuối cùng. Em sổ liền trong loại này quý vị ơi. Dạ, đừng để 10.000 mà nó mất thời gian của quý vị nha. Đó. Đồ nó chạy vô nó bán cho bà Diễm. Ồ, đẹp đâu. Phải bà Diễm. Tên bà Diễm quên rồi. Bà Bèo, nó đại bà Bèo. Chạy vô bán chị Bèo. Rồi hết đúng không Tết? Sổ đi. Gì đây mày, kính mời cô bác có giấy dòng này mà trở lại đây nghe kêu show. Số ra cô mày, gì đây mày, chúng sinh chung một cái đầu đình. Em sinh em đứng một mình, em cũng sinh 49. 49! 49 đọt giải, quý vị nào cầm cái tờ là giấy con số 49 sẽ có nhận quà giùm em. Đó, rồi lên đây, trời ơi, tội nghiệp không trời ơi. Tay sách nách mang kìa trời ơi, tội nghiệp bà quá là chồng bà đâu. Tại sao bà không bồng con gì bà để bà lên mà nhận quà. Rồi, dòng loại setup cuối cùng bây giờ, dòng loại setup cuối cùng. Và sau một loại setup này cho em sẽ phục chế tất cả quý vị hiện tại là vé Loto cho một loại đầu tiên của chị nha. Rồi, hợp lệ, đúng cái hiệu luôn, chúc mừng chị gái. Nhận dự cho em một phần quà. Kính thưa quý vị, đây là vòng loại siêu tốc cuối cùng. Như vậy, 10.000 đồng cho một tờ là vé 3 con số. Thì sau vòng loại này, tôi sẽ phát hiện vòng loại Loto số đầu tiên với vòng loại khởi động. Hy vọng rằng quý vị thương tình ủng hộ cho một đồng tiền càng nhiều, tiền sẽ càng nâng giá trị. Càng về khuya, giá trị sẽ càng cao. Và giống như quý vị khán giả đã từng biết tại chợ Mỹ Thuận Hiệp, tại sân khấu Loto số Mỹ Nhân Ngư, càng về khuya tiền sẽ càng nâng giá trị. Mà một khi đã nâng giá trị rồi, là chắc chắn không bao giờ hạ. Và đặc biệt sẽ có những vòng loại tri ân với những giá trị giải thưởng là những phiếu mua hàng lên đến 1 triệu,
1.2 triệu, 1.5 triệu, thậm chí quý vị ủng hộ em Tâm, em sẽ càng nâng giá trị phiếu mua hàng lên 5 phân vàng nha quý vị. Dạ rồi, kính thưa tất cả quý vị và kính thưa quý vị, chúng em có một cái trang fanpage là tên là Gánh Hát Lô Tô Mỹ Nhân Ngư. Thì quý vị nào mà chúng ta chưa truy cập vào đó quý vị, thì mình có thể là cho em xin một cái share và một cái like quý vị nha. Và tất cả những cái thông tin chi tiết của đoàn cũng như là những lịch diễn, những cái danh sách ca sĩ, nghệ sĩ cũng như là những chủ đề qua từng đêm diễn, thì hàng tuần chúng em sẽ up lên trên trang fanpage Gánh Hát Lô Tô Mỹ Nhân Ngư. Thì quý vị có thể truy cập vào để chúng ta cùng nhau theo dõi cái lịch diễn của đoàn. Và đặc biệt là ngoài 3 ngày cố định trong tuần là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, thì nếu như mà nhân vào ngày lễ hay là cái ngày gì đó mà chúng em có tăng cường thêm những đêm diễn nữa thì chúng em sẽ thông báo trực tiếp trên trang fanpage, hoặc là chúng em sẽ thông báo trực tiếp tại sân khấu. Thì hy vọng rằng tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe các thông tin để chúng ta cùng kêu gọi người thân, người thương, gia đình và bạn bè cùng đến để tham gia tham dự quý vị nha. À, chúng em biết là một cái lời nói chúng em cũng không bằng là 100.000 cái lời quảng cáo của tất cả quý vị. Thì hy vọng tất cả quý vị ở vùng Tân Nguyên cũng như là các cái vùng lân cận đó quý vị. Dạ, mình đã đến đây một lần, hai lần rồi đó quý vị. Thì hy vọng tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại, đặc biệt là những khán giả thân thương, những khán giả gắn bó trung thành với đoàn, thì lúc nào tuần nào cũng thấy những gương mặt thân quen đó. Thì quý vị ơi, đã thương thì thương cho trót, thì gọt cho chơi, ngày bào thì bào cho láng quý vị nha. Dòng loại vé siêu tốc cuối cùng trong đêm ngày hôm nay 10.000 đồng cho một tờ lá vé quý vị ơi. Vâng, trên tay người đẹp Tây Hồ chỉ còn 3 tờ lá vé quý tay quý vị ơi, chỉ còn 3 tờ lá vé với 30.000 đồng, 9 con số. Bây giờ quý vị nào mua một con số, người đẹp Tây Hồ bán 5.000 nha quý vị. Dạ còn 5.000 nữa nó bù vô. Tự nó bù vô. Rồi, đã hồi còn mình em thôi hả Hồ? Còn mình em thôi đúng không? Đã còn à, còn là 5 vé cuối thôi quý vị ơi. Còn 5, còn 3 vé cuối thôi quý vị, 3 vé cuối. 3 15. Ủa phải không? Ủa phải không? 3 15 phải không? 339 ông nội. À dạ 339. Ừ dạ xong cái hồi xong hồi 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 xưa cô giáo cho tôi lên lớp hay vậy trời. Tại ghét á. Ừ, thiệt sự. Rồi, ráng 3 vé, ráng cảo 3 vé để mình chờ lô tô này quý vị ơi. Dạ chạy thẳng lên trên đây nè Hồ ơi. Khách mới. Trời. Trời ơi, Nikolai nào mà cười dữ vậy? Ông nào mà cười he dữ vậy? Đó, đây nè, đây, đó. Trời ơi, gương mặt quen thuộc kìa. Ê, tên gì quên rồi? Tên Đạt. Không, tên Đạt hả? Ừ. Đạt hả? Ở đây, đây cũng Đạt nè. Đạt lớn gặp gặp Đạt nhỏ là Đạt, Đạt, Đạt gấp đôi. Đạt gấp đôi là gọi là... Chết thẳng lên trên đất hồ ơi. Ở đây nè, còn hai vé ở đây nè. Còn hai vé cho hai đi của ai nè. Người ta gọi là couple đờ. Đờ couple là đờ nhân đôi là đôi. Sao mà kỳ vậy trời? Sao mà kỳ vậy trời? Rồi, sổ luôn cái chú quý vị nào có giấy tờ mắc về sao cho bắt đầu giờ sổ. Gì vậy, gì vậy? Số gì đây à? Máy gì ra, con mấy gì ra, con mấy gì ra, máy gì đây, con mấy gì ra, con mấy gì ra, ba gì ra, con ba gì ra. Tiếng đàn ta lư 34. Ai có tờ lá vé có con số 34 lên đọc giải của chị nha. 34. Trời ơi, đó rồi. Chị đó. Hay luôn mà. Đó, lên đây chị ơi. Hàng đầu tiên luôn. Rồi, kính thưa quý vị và em xin được phép thông báo là dòng loại vé lô tô đầu tiên đang được phục vụ tên từng chỗ cho tất cả quý vị cái nha. Rồi, quý vị ủng hộ giùm em quý vị ơi. Có 34 rồi. Đâu. Đó. Rồi một phần quà dành cho chị gái nha. Dạ, một cái phần quà này nó tương đương với một cái bao lì xì trị giá 100.000 đó chị. Dạ, chị cứ di chỗ đi. Dạ, sẽ có những người đẹp chúng mình sẽ tư vấn cho chị hiểu hơn về cái phí mua hàng. Dạ, kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, em xin được phép nhắc lại cho tất cả quý vị chúng ta cùng hiểu rõ về cái vô chơi mua sắm cái phí mua hàng quý vị nha. Thế vì trước đây đó quý vị, khi mà có các giải may mắn đột giải, chúng em sẽ trao trực tiếp cho tất cả quý vị một cái bao lì xì và trong đó sẽ có cái số tiền mặt như chúng em đã thông báo. Nhưng mà hiện tại thì không phải ở đây mà tất cả các đồ lô tô khác thì rất là hạn chế về cái vấn đề trao tiền mặt trực tiếp tại sân khấu, bởi vì em bị nhắc nhở rất là nhiều lần nó liên quan đến vấn đề nhạy cảm đó quý vị. Cho nên là chúng em sẽ thay đổi cơ cấu giải thưởng một tí xíu, đó là thay vì chúng em trao tiền mặt trực tiếp tại sân khấu, chúng em sẽ trao cho tất cả quý vị một cái phong bao lì xì trong đó, hoặc là chúng em sẽ trao cho tất cả quý vị giống như là khán giả hồi nãy giờ mình đọc giải đó quý vị, là một cái phiếu mua hàng tượng trưng. Quý vị cầm cái phiếu mua hàng đó, trên cái phiếu mua hàng in số tiền bao nhiêu, tức là quý vị đã cầm bao nhiêu tiền rồi quý vị. Ví dụ như chị gái vừa đọc giải á, trên đó nó để là phiếu mua hàng 100k, tức là chị gái đã cầm 100.000 trên tay rồi đó quý vị. Rồi phiếu mua hàng trị giá 200.000, tức là quý vị đã cầm 200.000 trên tay. Quý vị có thể sử dụng cái phiếu mua hàng đó mình mua giùm em những tờ lá vé lô tô cho những dòng loại kế tiếp, thì cũng không có khác gì là quý vị lấy tiền trong bao lì xì ra mình mua vé vậy đó quý vị. Dạ.
đó. Rồi và đặc biệt nhưng mà có một cái này là chúng em sẽ thổi cái số tiền thừa lại cho quý vị bằng tiền mặt quý vị nha. Ví dụ như chị gái mới đoạt giải 100.000, chị gái ủng hộ giùm em 2 tờ lá vé trong loại loto là 40, chúng em sẽ thổi tiền thừa lại cho chị 60 bằng tiền mặt. Đó, cứ vậy mà nhân lên, cứ vậy mà tất cả các dòng loại đều như vậy hết quý vị nha. Dòng loại 1 triệu, 1.2 triệu gì đó cũng vậy, vẫn là một cái voucher mua sắm như vậy. Quý vị chỉ cần đưa ra tờ voucher mua sắm 1.2 triệu ví dụ như vậy đi. Quý vị cũng mua một tờ lá vé thôi cũng được, em sẽ thổi tiền thừa lại cho quý vị 1.180 triệu đó. Dạ, bằng tiền mặt quý vị nha. Dạ, rồi, hy vọng tất cả quý vị chúng ta hiểu rõ hơn về cái voucher mua sắm, cái phiếu mua hàng này giùm em quý vị mình nha. Và ngay bây giờ thì em đang phục vụ tất cả quý vị, anh chị và các bạn vòng loại phía bên dưới là vòng loại vé loto đầu tiên của chị nha. Người ta nói là loto, cô nào chồng bỏ chồng chê, chơi một dáng loto là chồng quê chồng đi luôn. Ủa lộn hết, chồng mê chồng quê trở về quý vị nha. Dạ, đó, cho nên 37 ủng hộ giùm em đi quý vị ơi. Dạ, loto là một cái bộ môn mà giải trí mà rất là tao nhã mà nó rất là văn hóa và rất là dân gian quý vị nha. Và tại sao lại văn hóa mà dân gian quý vị ơi? Bởi vì chúng em sử dụng những cái câu thai, câu vè, những cái bài hát, những cái bài hồi quảng để chúng em phụ tất cả quý vị. Thì lồng ghép vào đó là những cái bộ môn nghệ thuật, ví dụ là tân nhạc cũng có, cổ nhạc cũng có, lý cũng có, cải lương cũng có, rất là nhiều những cái loại hình nghệ thuật khác nhau. Và cho em lồng ghép vào từng con số loto. Dạ, thì hy vọng tất cả quý vị nào mà chúng ta yêu thích môn loto cũng như là chúng ta yêu thích những cái từng cái bài kêu số của chúng em cũng như là yêu thích gánh hát loto Mỹ Nhân Ngư, thì hàng tuần như vậy đó quý vị, thứ sáu thứ bảy và chủ nhật quý vị cứ đến gánh hát loto Mỹ Nhân Ngư, chúng em sẽ phục vụ tất cả quý vị theo từng chủ đề quý vị nha. Thứ sáu là chủ đề cố định không thay đổi, là chủ đề giao lưu cùng quý vị khán giả. Giao lưu là như thế nào quý vị ơi? Là chúng em chỉ sổ loto và bán vé thôi, còn tất cả những bài hát trên sân khấu là do sự đăng ký của tất cả quý vị, thì nó giống như là một cái chương trình hát với nhau vậy đó quý vị. Quý vị có thể đăng ký trực tiếp của trang fanpage gánh hát loto Mỹ Nhân Ngư, mình cứ nhắn tin vào đó là tôi tên gì, tôi muốn hát bài gì, hoặc là quý vị có thể đó là tôi tên gì, tôi muốn hát với ai. Dạ, với quý vị có thể hát một mình, hát đơn ca, hoặc quý vị có thể hát song ca cùng với gia đình, người thân, bạn bè, hát chung, hát song ca với người yêu, hát song ca với chồng, với vợ, hoặc là quý vị có thể song ca với những nam thanh lịch của đoàn chúng em quý vị nha. Dạ, tóc dài tóc ngắn gì cũng là đàn ông hết đó quý vị nha, hát tông nam như nhau trơn, có thằng này hát tông nữ thôi quý vị nha. Đó, thì quý vị nào cảm thấy hợp với giọng hát của ai thì quý vị có thể song ca với người đẹp đó quý vị nha. Dạ rồi, đó là đêm ngày thứ sáu là cái chủ đề cố định. Đêm ngày thứ bảy và chủ nhật thì chúng em sẽ tùy thuộc vào cái sự kiện trong cái tuần đó, hoặc là chúng em sẽ bàn họp lại với nhau để chúng ta tìm ra một cái chủ đề hay mới lạ, và trang phục cho em sẽ đầu tư theo đúng cái chủ đề như vậy. Dạ, hy vọng tất cả quý vị hàng tuần chúng ta cùng nhau đến tham gia tham dự giùm em. Rồi, dạ, nó gần nó xa, hôm qua nói thiệt với ở dòng loại đầu tiên đang phục vụ giá tất cả quý vị và các bạn là 20.000 đồng cho một tờ lá vé. Quý vị sẽ may mắn nhận về cho mình giải thưởng sẽ là một cái phong bao lì xì, trong đó sẽ có một cái phiếu mua hàng giá 200.000 đồng, tức là quý vị đã trúng qua cho mình 200k rồi đó quý vị. Mua một mà trúng 10 quý vị nha, và sau đôi ba vòng loại thôi chúng em sẽ nâng giá trị giải thưởng lên cho tất cả quý vị, mình cùng nhau có cái động lực để chúng ta cùng nhau ủng hộ tiếp theo quý vị nha. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng ba vòng loại khởi động với giá trị giải thưởng khởi điểm là 200.000 đồng, rồi 300, 400, 500 tùy thuộc cái sự may mắn cũng như là sự ủng hộ của tất cả quý vị. Ở phần giữa của chương trình chúng em sẽ phụ tất cả quý vị, đó là một vòng loại đặc biệt với giá trị giải thưởng từ 1 triệu đồng trở lên. Rồi ở vòng loại cuối chúng ta sẽ có một vòng loại miễn phí hoàn toàn để chúng ta cùng nhau mang về một phần quà miễn phí ở vòng loại cuối đó quý vị ơi. Rồi trời, tôi nghe cái mùi đại gia là tôi biết bả liền, thật sự. Trời, nó đi chùa vậy hả? Trời đất ơi, thiệt sự, nguyện một lòng như đó liên hoa con à. Mày đi, mày bớt hát mày đi bán vé đi má. Tôi nói hát mà hát hoài, hát dở như gì đi mà hát hoài ha. Thôi chị xin lỗi em, nha. Ừ, chị đụng chạm cho nghề nghiệp của em nha. Ừ, chị xin lỗi cưng. Rồi đó. Dạ, kính thưa quý vị, và quý vị có thể thấy là dạ, tối đêm nay thì có hai gương mặt mới của chị nha. Dạ, hai gương mặt mới kèm theo là 4 gương mặt cũ. Dạ, hai gương mặt mới với 4 gương mặt cũ. Còn cái mặt ở trong đây thì móc rồi. Quá quen rồi, móc meo rồi quý vị ha. Khỏi cần giới thiệu cũng biết nha. Rồi, dạ, gia đình ở bên phải em ơi, ai chưa có vé không? À, có ai chưa có vé không? Ủng hộ người vé giùm em đi. Đó, Nikolai, em trai áo đen, có vé chưa? Có vé. Quý vị nào từ Colorado tay hôm mắt sự cầu chúng ta cùng giơ bờ số. Đó, quý vị nào có vé hôm mắt giơ số quý vị, chúng ta gặp quý vị sẽ gặp nhiều may mắn quý vị nha. Số gì đây à? Mấy chị ra còn một vé không ta? Một vé. Số gì đây à? Có thồn. Mấy chị đây, cô mấy chị ra, cô mấy cậu cạo râu rồi. Mấy chị đây 17 đây. Con 17 số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây,
số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Hết vé chưa mấy đứa ơi? Mày gì đây, mày gì đây, cái ra có mấy con mày gì đây, mày gì đây, mày gì đây. Cái nhà em vô cái cuộc mà em siêu, rước thơ về nhiều, rước thơ về nhiều, sửa sang mà cho tốt. 14 tiếng hơi chạm sao đặt tâm vô thiết nơi chốn sương lâm này, tin là tin non nước bình yên, mơ là mơ chúng mình sẽ duyên. Còn 30 người nguyện 30, con 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 hai gì ra, hai gì ra, con hai gì ra, con hai gì ra. Trên sông Tả Giang chỉ có một mình nàng làm bạn chiêu phu là nàng Lô Kim Đinh. 29 còn 29, số gì đây, cái mấy gì đây, số gì ra, con mời đi ra, con mời đi đi, con mời đi ra, đưa nàng về dinh xa xuyên đi chung tình. Rồi con 19, con 19, con 19, con 19, con 19, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, đòi đưa đòi đấy, đòi đấy đòi đưa, không đưa cũng đẩy đây, con số 7, con số 7, con số 7. Gì ra con số gì ra, một cây làm chẳng mà nên non, ba cây chụm lại nên hòn mà núi cao. 46, 46, 46, 46, 46 số gì ra, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Thuyền anh đi trên sông chẳng sáng, cưới nhau về ta cứ hồi vui. Trên sông dài thuyền hoa dâng, bao cô nàng mỉm cười xinh xắn. Còn số 9, còn số 9, còn số 9. Em đã tìm ra một người tâm đầu ý hợp với cái đẹp Tây Hồ rồi. Còn số 9, còn số 9, còn số 9. Số gì đà mày, gì đà cũng gì đây, buồn gì đà buồn gì đây. Cũng đúng gì đà na 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 na. Cũng đúng 13, 43, cũng đúng 13, cũng đúng 13, cũng đúng 13, 43. Số gì đây, chờ mấy gì đây, số gì ra, con số gì đây, con số gì ra. Mày gì ra, số gì ra, tao đúng tao đúng chẳng ước ao. Còn số 6, còn số 6, còn số 6. Còn số 6, còn số 6, còn số 6. Mày gì đây, mày gì đây, mày gì đây. Bà mẹ Việt Nam anh hùng dũng cảm. 28, 28, 28 là tấm vé cờ mừng. 28 đoạt giải. Trời ơi, bà mẹ Việt Nam anh hùng dũng cảm đoạt giải con số 8 nè. Trời ơi. Rồi, chúc mừng mẹ. Dạ 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 rồi dạ rồi. Dạ rồi dạ, trong loại 457 đúng cái hiệu và dạ, con 28. 28 đồng. Không, còn hôm 8 để bên đây nè, trời ơi con ơi. Dặn dặn lại nó nha. 28. Có 1. 30. Có 2. 19. Có 3. Số 6. Hợp lệ. Rồi, chị ơi cho em mượn tài liệu của chị nha. Dạ. 28. Hồi nãy kinh con số mấy quý vị? 88 đó, 28 hay số 8 quý vị? 28 hả? Rồi, dạ chơi con 28 chị gái nha. Dạ, rồi, mẹ. Rồi, chúc mừng mẹ. 200 ngàn thuộc về mẹ. Dạ, ừ, chia con 50 đi mẹ. Chia con 50 đi, kể chia con 50 đi. Không, 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 5 ngàn cũng được. Tới nay nó không có được. Thôi 5 ngàn cũng được. Thôi 500 đồng cũng được, trời ơi, bà bỏ cái đi luôn rồi, trời ơi, thiệt cổ.
Ôi ơi, buồn dễ sợ. Rồi, kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, trong lời giải đầu tiên đạp hoa mà trôi qua đã có một bà mẹ may mắn đoạt giải quý vị nha. Rồi, và quý vị đừng có xếp bỏ tờ lá vé, quý vị ơi, quý vị giữ hết để nhận tờ lá vé cũ giùm em quý vị nha. Một chút xíu em sẽ thông báo cho tất cả quý vị về một loại bốc thăm trúng thưởng. Rồi, dòng loại tiếp theo vẫn sẽ là 20.000 đồng cho một tờ lá vé. Quý vị sẽ may mắn nhận về mình giải thưởng vẫn sẽ là một cái phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng quý vị nha. Và sau đôi ba vòng loại khởi động, chúng em sẽ tăng giá trị giải thưởng. Hả? Gì? À trời ơi, tôi tưởng đâu ông kêu khán giả. Trời ơi, thấy ghét đi không à? Ừ, đó. Rồi tự nhiên đang nói cái hai cha đứng đó tỏ tình cho nhau là gì trời? Trời ơi, ham nội. Thấy ghét không? Ghét không? Tôi gì không tỏ tình. Rồi, thưa tất cả quý vị, vòng loại tiếp theo vẫn sẽ là 20.000 đồng cho một tờ lá vé quý vị và nha. Và thưa quý vị, trong đêm ngày hôm nay thì ngoài là những người đẹp đến từ gành hãng lô tô Mẹ Nhân Ngư thì quý vị cùng nhau gặp gỡ và giao lưu cùng với nam ca sĩ Hoa Vũ quý vị nha. Dạ, kính thưa quý vị, đêm nay với cái chủ đề là về Phật pháp thì chúng em sẽ phục vụ tất cả quý vị những bài hát về về Phật quý vị nha. Dạ, chúng em sẽ hát những bài hát về nhạc Phật cũng như là về cha mẹ và đặc biệt nữa là tình yêu quê hương đất nước. Và đặc biệt nữa là trong đêm ngày hôm nay thì như đã giới thiệu, chúng em sẽ cùng nhau mời quý vị chúng ta cùng giao lưu với nam ca sĩ Hoa Vũ quý vị. Và đặc biệt nữa là với những vòng loại vé này thì quý vị ủng hộ giùm em chỉ có 20.000 đồng cho một tờ lá vé thôi quý vị. Vòng loại vé tiếp theo đang phụ chế tất cả quý vị vẫn sẽ may mắn nhận về cho mình giải thưởng sẽ là một cái phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng quý vị nha. Và kính thưa quý vị nào mà chúng ta chưa hiểu rõ về cái phiếu mua hàng này đó quý vị, mình cứ trao đổi lại với những người đẹp bán vé phía bên dưới giùm em quý vị nha. Còn tất cả anh ba chị bảy hoàng tử công chúa nào mà chúng ta chưa hiểu rõ về cái luật chơi lô tô đó quý vị, dạ thì cái tập tôi mê trai hay tôi gặp trai chạy ngang là tôi bị lẹo lưỡi, tôi nói không có được mà sao ông chạy ngang ngang vòng vòng trước mặt tôi hoài vậy trời ơi, thiệt sự là thiệt. Rồi, em nói tới đâu rồi chị em nói tới đâu quên thôi khỏi đi, em nhớ rồi, em tự nhớ rồi. Dạ, quý vị nào mà chúng ta chưa hiểu rõ về cái luật chơi lô tô thì em sẽ được phép thông báo một lần nữa cho tất cả quý vị mình cùng hiểu nha quý vị nha. Nữa đó, rồi tôi quên nữa rồi. 21 mình cảm thấy mà ví dụ mà mình đẹp quá mình bớt cười lại, hiểu không? Mình đừng có cười lại. Trời ơi, ông có vợ rồi đó mà ông đi nghe tôi cười hoài là sao vậy trời. Rồi, kính thưa quý vị vừa đang cầm trên tay tờ lá vé của gánh nát lô tô Mỹ Nhân Ngư. Mỗi một tờ lá vé như vậy nó sẽ có 60 con số và thứ tự nó sẽ được đảo lộn một cách ngẫu nhiên quý vị nha. Và đặc biệt là 60 con số đó nó sẽ ứng với 60 trái banh phía trên lồng cầu ở đây. Thì giống như cái dòng loại đầu tiên hồi nãy đó quý vị, chúng em sẽ kêu từng con số ra lần lượt kêu từng con số ra. Em kêu con số nào quý vị vui lòng lấy phấn đánh dấu vào đúng con số đó ra tờ lá vé của mình. Nếu quý vị đánh dấu đủ 4 con số trên một hàng ngang, quý vị đánh dấu đủ 4 con số trên một hàng ngang tức là quý vị là người may mắn đoạt giải, thì quý vị vui lòng dương cao tờ lá vé lên, chúng em sẽ ngừng kêu cờ lại, em sẽ mời quý vị lên để chúng ta cùng nhau kiểm tra lại tờ lá vé, nếu mà hợp lệ em sẽ trao quà liền tay cho tất cả quý vị. Còn nếu như mà quý vị nào có sai sót thì đó chúng em sẽ gửi trả lại tờ lá vé để chúng ta cùng nhau dò số tiếp quý vị nha. Ra em sẽ được phép 1 phút để tổng cỡ số lá vé vòng loại này để không làm tất cả quý vị chờ đợi nữa quý vị nha. Rồi thưa còn mấy vé thưa ơi? Dạ người đẹp nam thưa còn 4 vé, hồ còn 2 vé. Tính ơi còn mấy vé tính ơi? Hậu hết vé chưa cưng ơi? Ừ, còn 9 vé hả? Ừ. Rồi tính còn nhiêu tính? Đăng ơi hết vé chưa Đăng ơi? Đăng còn 5 vé. Rồi còn thằng nữa đâu, tiêu thằng nào quên rồi. Thắng còn mấy vé cưng? Còn 2 vé. Dạ năm tư lịch quốc thắng còn 2 vé quý vị nha. Đó, 2 vé cho năm tư lịch quốc thắng. Trời ơi lâu ngày quá tôi không có thấy được cái hình ảnh đàn ông của nó, tôi lạ lùng quá, tưởng đâu chuyện mới về không à. Rồi những tờ vé cuối đi, những tờ vé rủi nhiều mai quý vị nha. Rồi người đẹp thấy hồ hết vé. Người đẹp thấy hồ hết vé luôn quý vị ơi. Rồi cho tay chị người đẹp cho em còn số đồng lại cho tờ lại vé cuối thôi quý vị mình nha. Rồi quý vị nào chưa có vé giơ nhẹ một cái tay giùm em đi quý vị ơi. Giơ nhẹ một cái tay giùm em quý vị nha. Dạ người ta nói cái nhà có 5-3 cái cửa mà có giấy rồi có giấy nữa không sao quý vị ơi, mua càng nhiều vé thì cơ hội trúng giải càng cao quý vị nha. Chỉ còn 1-2-3 tờ lá vé thôi quý vị ơi. Rồi chị ơi ủng hộ em vé đó đi để chị em sổ luôn. Ủng hộ em vé đi để em sổ cho quý vị nha. Rồi lên nhạc chúng ta ơi. Dạ quý vị nào có vé tay chuẩn bị hôm về sáng cho bắt đầu dò số quý vị nha. Chúng em vẫn còn phụ chủ tất cả quý vị bài tờ lá vé cuối thôi quý vị ơi. Như tờ lá vé cuối là những tờ lá vé rủi nhiều mai, với ủng hộ điện tay giùm em quý vị nha. Xuống gì đây à, mấy gì ra ai chưa có vé, ai chưa có vé ủng hộ giùm em. Dài vé cuối dài vé chót ủng hộ giùm em đây quý vị ơi. Con mấy gì ra, con cờ gì ra, mấy gì ra, số gì đây, con mấy gì ra, con mấy gì ra chứ ăn gì chẳng nhớ em chăng. Số em về em nhớ hàm răng chàng cười. Con 30, quyền 30. Còn một vé cuối cho tay quốc thắng quý vị ơi. Một vé cuối cho tay quốc thắng luôn quý vị nha. Con 30, thắng ơi con hai chị mới vô nè, chạy qua đây nè cưng ơi. Hậu ơi hậu có hai chị mới vô nè. Còn 30, còn 3 chữ.
còn mua vé kịp. Còn 30 con, 30 con, 30 con, 30 một vé cuối. Một vé cuối. Một vé chót, một vé chót, một vé cuối, một vé chót. Anh ơi, ủng hộ em vé cuối đi anh ơi. Ủng hộ em vé cuối đó đi, 20 thôi anh. Rồi cho anh 2-3 viên phấn gì đi. 2-3 viên phấn cũng được. Đó, gạch vô con 30 nha anh. Nguyên con cá lóc 30. Cá lóc muốn chui thơm dữ lắm. Còn 30, còn 30, cái con 30, còn 30. Sao nè? Số gì đây, cái mấy gì đây, số gì ra, con năm gì đây, con năm gì ra. Con năm gì đây, con năm gì đây, con năm gì ra. Chúc anh đài là gái giả trai. 52, con 52. 52, 52, 52, con 52, con 52. Số gì ra mày, gì ra mày, gì đây mày, gì ra. Lương Sơn Bá, Lương Sơn Bá chơi cắt cỡ lấy cục đá trời vô mắt. Chúc anh đài con 12, con 12, con 12. Chúc anh đài, con Lương Sơn Bá này tên mất dạy vậy. Con 12, con 12, con 12. Con cờ gì ra, con mấy gì đây mấy gì ra. Bá chi ra, con bà gì ra. Hàm râu với cậu chỉ rờ nhắm nhắm. 38, 38, 38. Số gì đây, cho mấy gì đây, số nhiều ra. Con cờ gì đây, con số nhiều ra. Con mời nhiều ra, con mời gì đi, con mời nhiều ra. Ông ấy gửi chàng hôm cây đàn mà bé gáy. Ra con 17, con 17. Con 17, con 17, con 17. Số gì đây, số gì đây, số gì ra, con số gì ra. Trường Sơn Đông nhớ cái Trường Sơn Tây. 57, 57, 57. 57, 57, 57, 57. Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây mới từng trăm năm. 45, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Tiếng đàn ta lớn thì còn 14. Có 14, có 14, còn 14. Còn 14, còn 14, còn 14. Mày gì ra, mấy gì đây, mày gì ra. Cơ sức gì đây, mày gì ra, mày gì ra. Tôi bắt con na, con này, con này, con này, con này. 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 Con này dọc nhảy con số 7. Con số 7, con số 7. Con số 7 hay con số 7, số gì ra, mấy gì đi, ba gì đây, ba gì đi, ba gì đây. Dưới anh em mãi là ghi tình mà 500. Ra 35, 35, 35, 35, 35, con 35. Con cờ gì ra, con mấy chị ra mấy. Không, không được, bây giờ thang cổ học quá. Con mấy chị đây, rồi tao mất tông luôn rồi, tao lạc tông luôn rồi. Mấy gì ra, con cờ gì ra, mấy gì ra, buồn gì ra. Anh chỉ đến bên em lúc buồn. Số 9, 15, 15 có 2, 35, 35 có 3, 49, 49 hợp lệ. Rồi còn ai đoạt giải nữa không quý vị mình ơi? Vậy nếu không ai đoạt giải thì em xin được phép hủy bỏ dòng loại này và em xin được trao phần quà cho anh trai. Mọi thắc mắc về sao em không giải quyết quý vị nha.
Rồi, kính thưa tất cả quý vị, vòng loại tiếp theo vẫn sẽ là 20.000 đồng chúng ta là vé. Và vòng loại này là vòng loại cuối cùng cho giải thưởng khởi điểm là 200.000 quý vị nha. Và sau vòng loại này chúng em sẽ nâng giá trị lên một cái phiếu hàng trị giá 300.000 đồng cho tất cả quý vị ủng hộ giùm em. Hi, hello. Hello, ủng hộ một vé đi. Hello. Hello, ủng hộ một vé đi. Hello. Hello, ủng hộ vé đi. Hello. Đó. Ông vừa bốn có tạm quát quát là ông mua 4 vé đó. 4 vé đó. Ừ. Rồi Hồ ơi, ảnh kia Hồ. Ảnh kìa, sơ mi trắng của lòng chị kìa. Trời ơi, sao trời ơi, đi luôn rồi trời. Ôi ơi. Vé vé chưa? Vé chưa? Một vé. Hậu hậu, một vé cho ảnh. Ủa vậy rồi hả? Vé nữa đi. Vé nữa đi. Trời đất ơi. Vé nữa đây. Vé nữa đi. Rồi kính thưa quý vị, vòng loại này là vòng loại thứ 3 trong đêm ngày hôm nay, cũng là vòng loại cuối cùng cho giải thưởng khởi điểm 200.000 đồng. Và sau vòng loại này chúng em sẽ nâng giá trị lên một cái phiếu hàng trị giá 300.000 đồng cho tất cả quý vị ủng hộ giùm em. Rồi sau nối ba vòng loại nữa em sẽ nâng lên 400k nữa quý vị, và cứ vậy nó nâng dần dần lên tới vòng loại cuối quý vị nha. Và quý vị đừng quên, vòng loại chót chúng ta sẽ có một vòng loại bốc thăm trúng thưởng bằng cách nào. Tất cả những tờ lá vé lô tô từ vòng loại đầu cho đến vòng loại cuối mà quý vị chưa may mắn đoạt giải, mình giữ lại hết giùm em, đừng có xé bỏ quý vị nha, bởi vì nó vẫn còn giá trị sử dụng. Chúng em sẽ đổi vé cho tất cả quý vị, cứ hai tờ lá vé lô tô cũ cho em thu lại, chúng em sẽ đổi ngược lại cho tất cả quý vị bằng một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng. Rồi ở vòng loại cuối chúng ta sẽ tìm ra một vị khán giả may mắn ở vòng loại bốc thăm trúng thưởng đó để chúng ta cùng nhau lên sân khấu mà mình cùng quay cái vòng quay may mắn này nè quý vị ơi. Dạ đây cái vòng quay may mắn này nè quý vị nha. Đó. Rồi quý vị thấy cái mũi tên không? Đó, chỉ cần á cái vòng quay đó nó ngừng lại, cái mũi tên nó đánh, nó giấu, nó chĩa vô đúng cái ô quà tặng nào thì quý vị cứ lấy cái quà tặng đó mang về, hoàn toàn là miễn phí quý vị nha. Đó là vòng loại vòng loại cuối, cũng là một vòng loại chúng em tri ân tất cả quý vị đã ngồi lại với em trong vòng loại cuối từ đầu cho đến cuối. Thì những tờ lá vé lô tô cũ từ vòng loại đầu cho đến vòng loại cuối quý vị giữ lại hết giùm em quý vị nha. Cái thứ nhất là chúng ta về vệ sinh đó quý vị, dạ nó không có bị xả rác bừa bãi. Cái thứ hai là những tờ lá vé đó quý vị, mình giữ lại giùm em để chúng ta còn có cơ hội nhận thêm được một phần quà nữa. Nếu như chúng ta chưa may mắn ở những vòng loại lô tô thì chúng ta còn thêm một phần quà bốc thăm trúng thưởng nữa. Dạ, còn thêm một cơ hội để chúng ta cùng nhau may mắn tìm được cho mình một phần quà nữa quý vị nha. Rồi, vòng loại này em sẽ được phép tổng kết số lá vé để chúng ta cùng nhau sổ số cho tất cả anh 397 mình cùng dò số, không làm tất cả quý vị chờ đợi lâu quý vị nha. Rồi, thì vòng loại này em sẽ được phép hỏi là còn quý vị nào chưa có tờ lá vé thì mình chia nhận một cái tay giùm em nha quý vị nha. Nhân viên chúng em nhìn thấy sẽ phục vụ từng nơi từng chỗ cho tất cả quý vị bằng những tờ lá vé của chúng em quý vị nha. Rồi Tính ơi, còn mấy vé Tính ơi? Đây Hồ còn 2 vé. Hả? Hả? Đăng ơi, còn mấy vé Đăng ơi? Kêu cái tên Đăng một cái ký ức quá khứ nó ùa về. Tao nổi máu điên tao lên. Rồi, Thư ơi còn mấy vé Thư ơi? Thư à, kèo Đăng Thư còn 5 vé nè. Rồi, Thắng ơi còn mấy vé Thắng ơi? Hậu còn 9 vé hả cưng? Dạ, lộn ngược lại còn số 6 hả? Rồi, Thắng ơi, hết vé Thắng ơi. Dạ, người đẹp của Thắng còn 2 vé quý vị nha. Dạ, những lấy vé cuối cho ta những người đẹp chúng em cho quý vị ơi. Người ta đến vé cặn, vé thừa, vé chiều đọc giải quý vị nha. Những tấm lấy vé cuối là những tấm lấy vé rủi nhiều mai. Dạ, người ta nó không đi hội chợ thì thôi, mà nó đi hội chợ thì phải lôi quà về. Rồi anh cái nhà này có 5-3 cái cửa, anh trai nào có vợ rồi, muốn có vợ nữa thì kiếm em. Ủa lộn, quên lộn. Cái nhà có 5-3 cái cửa, ai có vé rồi muốn có vé nữa thì mua thêm. Quên lộn. Ủa chị mà nó muốn chơi vậy chơi giỡn nữa, ông giỡn có vợ nữa. Ông nói Khỏi, bà Khỏi cần giới thiệu. Bà Khỏi cần giới thiệu, ổng là của tôi lâu rồi. Bà Khỏi cần giới thiệu. Trời ơi, bà Khỏi cần chùi nước mắt. Trời ơi, không có gì mà khóc hết trời hết trơn á. Trời ơi, hiểu không? Của đời muốn sự xài chung mà hiểu không? Kệ đi. Có gì đâu. Ví dụ 2, 3, 4, 5 của bà, 3, 5, 7 của bà, 2, 4, 6 của tôi. Chủ nhật thì cho ông thả rong, không đi đâu nữa, kệ ông đi. À, của em hả? Trời anh, nói nghe. Đừng bao giờ anh vừa, đừng mừng, đừng bao giờ anh sai, xài cho cuộc đời cũng đang thương nha. Thiệt sự, anh xài cho cuộc đời đang thương là cuộc đời anh chứ đi khiên hộp, tôi không có gì hết trơn, thiệt sự. Cho đừng nó bán hộp đó, cái gì. Giàu dữ lắm chị nha, đi hát là để cho đam mê thôi chứ giàu dữ lắm. Rồi Thắng hết vé. Rồi Thư còn mấy vé Thư ơi? Thì hỏi có dơ được vé nào không chứ trời ơi. Còn 5 vé hả? Hậu ơi dơ được vé nào chưa cưng? Chưa. Trời ơi. Đây. Nói nghe nè. Đang Thư nó đi hát vì đam mê, tại vì nhà nó bán hồn nó giàu đúng không? Dạ. Còn em là đi hát là để quảng cáo cho nhà Đang Thư, em nhận tiền nhà nó nhiều. Em nhận cái tiền quảng cáo nhiêu một tháng? Ủa vậy là nãy giờ em đang quảng cáo cho cái chạy hộp nhà đúng đó. Rồi sao em khôn dữ vậy trời, cái cha sao tôi già mà tôi còn ngu vậy trời. Rồi quý vị nào từ làm bên đây mời xin ngồi chụp một cột do số từ trời ơi, bà đại gia bác kêu mua vé mà tại trời trời đại đó. Rồi
bán cho bà. Rồi, kính thưa quý vị, bây giờ quý vị dò số với em quý vị nha. Kính chúc tất cả quý vị hôm nay sẽ gặp nhiều may mắn. Cùng xếp gì đây à? Máy cờ ra, cái máy gì đây, máy gì ra, cái máy gì đây, máy gì ra, cái bốn gì đây, bốn gì ra, bốn gì ra, chứ dẫu đi góc bể mà chân trời còn nhớ câu giọng cổ là còn người Việt Nam. 48 mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, với anh em ấy là người từng mà trăm năm. 25 có 25 số gì đây, số gì đây, số gì ra, con số gì ra, số gì đây, này ngỡ kêu vàng anh khớp số sao câu hò điều ly bến nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chậm chùng đưa nàng về trên số xuyên lý chung tần, con số 9, con số 9, con số 9. Ông nội ở đây là đàn ông mà ké lên nữa là sao cha, trời ơi lỗ tàn xíu rồi. Con số 9 còn bốn gì ra, bốn gì ra, bốn gì đây, bốn gì ra, bốn gì ra, bốn gì ra, bốn gì ra, con bốn gì ra, thương lắm xứ dừa, thương cô ba tên là Bến Tre, dòng trớn mó cài, tìm nhau đánh liễu ba tri nhớ thương người ta, sao anh không về ghé thăm mà quê nhà, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, mấy chị đây, mấy chị đây, mấy chị đây, về sắp ăn cái gì đâu mang gạo, 46, 46, 46, 46. Rồi xuống quán vé đi, vụ này để chị giải quyết. Dạ con. Rồi đây nè quý vị ơi, con này là con 60. Thằng bé nó cầm nhìn lộn tưởng số 9 thôi quý vị. Dạ kính thưa quý vị, tại vì hôm nay đoàn của tụi em có thêm những thành viên mới đó quý vị, nên có lẽ mấy bạn chưa có biết, nên quý vị mình thông cảm dùm cho tụi em quý vị mình ha. Tụi em chân thành xin lỗi tất cả quý vị rất là nhiều. Dạ rồi chị dặn lại nè, con số 9 nó chỉ có một số 9 thôi, và nó có cái chấm ở dưới cái râu, còn con số 6 lộn ngược lại nó chấm ở dưới cái bầu, nhớ nha cưng nha không. Ừ, đừng có đọc lộn bà con mình hiểu lầm nha không. Vâng, kính thưa quý vị, phòng loại tiếp theo các nhân viên đang bán vé là 20.000 đồng trong một tờ lá vé. Quý vị sẽ nhận về một phiếu mua hàng trị giá 200k nha quý vị. Giờ đó 300k em nhầm, nâng giá trị giải thưởng. Bắt đầu giờ số 005 đến giờ là con số gì cơ, qua 60. Có 1. 43. Có 2. 22. Có 3. Số 8. Hợp lệ. 4 con số hàng ngang đoạt giải. Quý vị không tin tưởng có thể lên kiểm tra tờ vé. Bằng không tụi em xin được phép tra tờ phòng ra bên ngoài. Mọi thắc mắc về sao sẽ không giải quyết quý vị nha. Em hỏi lại đi. Anh giới thiệu cho em hát được không? Hát lại không, cho ta bán vé nè mấy má ơi. Kính thưa tất cả quý vị, và ngay bây giờ để tiếp nối chương trình Lotto Show trong buổi tối hôm nay thì Đan Thư xin được gửi đến tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Cao Minh Thu được mang tên Cõi Tạm Thôi Mà quý vị nha. Oh,
đều mang tên cởi tạm mà thôi quý vị nhé. Cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó cũng là tiếng lòng của nữ nghệ sĩ Đan Thư như quý vị. Trời ơi, tự nhiên hôm nay em hát nhạc Phật cái em thấy em hiền ghê á. Thật sự hát nhạc Phật xong tự nhiên em thấy những cái mà hồi đó giờ của em nó tan biến hết trơn à. Mà chắc sau đêm nay thì đêm mai cũng như vậy. Sao chị còn mấy vé chị? Một vé cuối, một vé cuối trên tay người đẹp Hoài Sơn luôn quý vị mình ơi. Dạ, một vé cuối quý vị nào mà chưa có vé mua liền tay luôn quý vị. Một vé cuối trên tay người đẹp Hoài Sơn. Rồi anh tính còn mấy vé tính ơi. Hai vé cuối. Rồi anh Thắng còn mấy vé anh? Đây thêm. Dạ. Ok anh thoải mái đi anh. Rồi anh quay làm cậu để vé dưới đi. Cho có người gia đình dò được không? Chứ sao vừa quay vừa dò được. Không anh dò anh vừa dò mà anh vừa quay khán giả nó ăn gian cũng được anh ơi. Được. Anh đưa cái phiếu cho người nhà cầm dò giùm anh đi. Dạ quý vị mình quý vị nếu như quý vị mình không có tin tưởng quý vị mình muốn lên quay làm cầu tụi em sẵn sàng cho quý vị mình lên. Dạ nhưng mà mình lên mình quay làm cầu mình không có cầm cái gì cái gì. À con đi có hai cha con hả nhờ ai dò giùm nhờ chú Tâm được không? Hay nhờ bà đi. Hả? Có người chưa? À muốn có người dò rồi. À. Ok anh, rồi anh cứ quay nha, không sao đâu, anh cứ quay đi, anh cứ quay đi, dạ. Hả? À muốn ảnh nó trúng cho 150 hả? Trời ơi, rồi, quý vị nào đã có lời vé cho tay, mất sự cố chúng ta cùng. Dạ, số! Ai chưa có vé mà nhấc nhẹ một đồng của ta mình lên, nhân viên tụi em sẽ thấy tận nơi, tận chỗ nhân viên ơi. Có số gì đây mày, gì ra, mà con cô ba có vé dòng để mình trở lại đây mà nghe kêu số, rồi đang còn may mắn, gì ra. Không biết gì đã mày, gì đã mày, gì đã không biết gì đi mày, gì đã không biết gì đi mày, gì đã dưới tòa sen vàng có quỳ lại cô tam quan âm người đã cho con niềm tình yêu giữa cuộc đời quan âm bồ tát hiểu chuyện không người hai nguyện lớn trong mệt mong cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Số gì đây? Từ số gì ra? Con số gì ra? Số gì đây? Con số gì đây?
hôm qua ra đứng ngoài đường thấy hàng xe máy lách đường mà nẹt ga. Hôm nay ra bãi mà tha ma. Sao? Thấy thằng xe máy hôm qua nó ra nằm. Rồi vậy má. 55 con 55 55. 55 55 55 con 55 con 55. Cô xuống gì đây mày? Gì đà mày? Gì đà hát nhạc à hot trend cho chị nghe nè. Cô xuống gì đây mày? Gì đà mày? Gì đà. Chú vui hơi thiếu phương. Số thương nàng lệ rơi chú thang. Ở vào lần ái thiếu phương. Xin khắc sâu ơn khó phải. Mày má thì cái gì kỳ vậy trời ơi, nó hát ra đàng hoàng ơi. Để bắt lại em xưa nghe nè, đây số chi vậy? Cái giọng của chị trong lắm, không có đục ngầu như em vậy. Giọng bả trong mà trong má, trong lắm. Trong mà từ từ lại coi. Trong à. Cứ số gì đây, số gì đây, số gì đã. Chiều hôm hơi, chiều quân. Số thương nàng lệ rơi chứa chan. Ê, nó nghe, nó nghe. Giọng. Còn số 3, còn số 3, còn số 3. Con số 3, con số 3 số gì ra, mấy gì đi năm gì đây, năm gì đi năm gì đây, cháu con mà đồng tiên, 50 nguyên vô, con 50, con 50, con 50. Con 50, con 50, cái con 50, đợi thông báo nữa nè, thông báo là mặc áo dài khác người cũng không có lương. Con 50, số gì đây, cái mấy gì đây, số gì ra. Con ba diều ra, con ba diều đi, con ba diều ra, con ba diều đi, con ba diều ra. Một đó qua mai là 32, con 32. 32, 32, 32, mấy gì đây mấy, gì đây mấy, gì đây. Em mấy ngàn đời là một cô gái Việt Nam. 28, 28, 28. 28, 28, 28, số gì đây, số gì đây, số gì ra, con số gì ra. Giải quý vị quan đôi sẽ gọi tờ là vé quý vị nha. Để em kiểm tra là tờ là vé có nhìn 4 đến 3 trên lồng cầu. Dạ. Trời ơi, một con một cái hàng là 4 số. Chỉ cần vô 4 số hàng ngang là đọc giải. Sẽ có những trường hợp mà kêu 4 số vô luôn một lèo 4 số. Còn có những trường hợp kêu hết một nửa cái lồng cầu mà chưa tin nữa quý vị nha. Rồi dòng loại 026 đúng cái hiệu quý vị nha. Con 46 điểm kêu qua. Có 1. Dạ 57. Có 2. Dạ 32. Có 3. Dạ con số 2. Hợp lệ. Số 2, 32, 46, 57 hợp lệ. Còn ai đoạt giải đâu quý vị mình ơi. Rồi chúc mừng chị gái. Một mình chị hưởng trọn trong loại này dạ. Chị cầm cái phiếu mua hàng này tức là chị đã sở hữu cho mình 300.000 đồng giải thưởng rồi đó. Anh ơi anh em nói nghe anh ơi. Anh quay lòng cầu nãy ơi. Anh quay lòng cầu. Ông có thù cái lòng cầu của tôi gì trời ơi. Tôi âm một ngày mà chừng mà hai người lên quay với ông banh bà cái lòng cầu. Tôi để trời cái lòng cầu chịu ngữ đó trời ơi. Ông quay cái gì mà mạnh dữ vậy. Ông đem lên em quay tôi nè. Thôi bà, trời ơi trời. Quay nó quay nó quay nhẹ nhẹ đi nghe không? Bà là xúc bộ lông con tán người ta ra nghe không? Trời ơi, đây này có những trường hợp mà kêu 4 số đầu tiên vô một lượt 4 con luôn. Chỉ cần 4 số hàng ngang là đọt giải rồi. Sẽ có những trường hợp mà kêu một nửa cái lòng cầu mà chưa kinh. Còn cái trường hợp mà kêu 4, 5 số là đã kinh rồi. Mình đâu có biết được. Dạ. Kính thưa quý vị, như ngày hôm qua người đẹp Đan Thư đã nói là người đẹp Hoài Sơn với người đẹp Tây Hồ là bị bắt tạm giam. Hôm qua mới được về. Thì cái câu chuyện mà ngày hôm qua người đẹp Đan Thư nói là người đẹp Hoài Sơn không có biết. Thì anh phải dẫn chuyện vậy khán giả mới hiểu cái câu chuyện, em hiểu không? Tức là câu chuyện mà người đẹp Đan Thư nói ngày hôm qua Hoài Sơn là nó bị bắt tạm giam mới được thả, nó mới đi về. Thành ra là cái câu chuyện mà Đan Thư nói ngày hôm qua là con Hoài Sơn nó không biết nha quý vị. Kính thưa quý vị, vào đêm thứ bảy tuần sau tại sân khấu Lotto Show của kênh hát Lotto Mẹ Nhân Ngư tại chợ mới Tân Vĩnh Hiệp, tụi em sẽ làm một chương trình Lotto Show ấm áp nghĩa tình lần 3 để làm cái gì quý vị? Để kêu gọi quyên góp và tất cả lợi nhuận của từ việc bán vé của tụi em sẽ dành tặng cho người đẹp bé ba Nguyễn Phước An, một thành viên đã cộng tác với tụi với cánh thác Lô Tô Mỹ Như tụi em lâu rồi quý vị. Nhưng mà hiện tại người đẹp bé ba đang phải nhập viện điều trị với một cái bệnh là tràn dịch màng phổi và bị virus gì ở trong phổi. Em chưa có gặp được bác sĩ, em chưa coi được, em chỉ nghe ngoại nói thôi. Ngoại của bé ba nói thì là có virus ở trong màng phổi và bị cắn nửa phổi rồi. Và hiện tại người đẹp bé ba đang nằm viện.
tại bệnh viện 512 giường khoa hồi sức tích cực chống độc và bị cách ly hoàn toàn nha. Chỉ được thăm vào khoảng 3 giờ rưỡi tới 4 giờ, đúng nửa tiếng đồng hồ 30 phút, và mỗi người vô thăm chỉ được đúng 5 phút thôi nha quý vị. Và hiện tại các chi phí điều trị cứ 2 ngày thì người nhà phải đóng 7 triệu. Mà trong khi đó bé ba là lao động chính, bà ngoại lớn tuổi rồi quý vị ơi. Bà ngoại đã lớn tuổi rồi và Sơn ơi, chồng chị đưa nè. Đang nói mà để cho nói hết cái đi. Em nhà đặt lát lát cái gì là chị cầm vậy cơ. Kính thưa quý vị, thì em xin nói về hoàn cảnh của người đẹp bé ba tí xíu nha quý vị. Là cha mẹ đã ly dị từ nhỏ và bé ba ở với mẹ, và mẹ cũng đã mất được gần một năm nay với căn bệnh ung thư. Và bé ba có một người em gái mới 10 tuổi thôi quý vị ơi. Ông ngoại thì bị tai biến nằm một chỗ cũng đã mấy năm nay rồi, và chỉ còn duy nhất bà ngoại và bé ba là lao động. Nhưng mà bà ngoại cũng vừa bị tai nạn xe thì chân vẫn còn rất yếu, và hiện tại bé ba nằm viện quý vị. Thành ra em muốn dành một cái đêm thứ bảy tuần sau ấm áp nghĩa tình thì tức cả các tiền lợi nhuận từ việc bán vé em sẽ dành tặng cho người đẹp bé ba. Và vừa rồi em cũng có quyên góp một mớ rồi quý vị, và cũng được là khoảng 9-10 triệu đó, tụi em cũng đã đem vào trao tặng cho người nhà của bé ba rồi. Thì hy vọng rằng là với những cái gì đó nhỏ nhoi của tụi em thôi, nhưng mà cũng góp một phần nào đó cho gia đình của người đẹp bé ba nha quý vị ơi. Kính thưa quý vị, những người đẹp của chúng em trên sân khấu thì quý vị thấy là cười giỡn nhảy múa ca hát gọi là làm khùng làm điên đó quý vị, nhưng mà thiệt sự là mỗi người một hoàn cảnh quý vị nha. Và kính thưa quý vị, và đêm ngày thứ bảy tuần sau thì chúng em sẽ làm một cái đêm để cùng nhau giúp đỡ cho người đẹp bé ba. Thì quý vị, những đêm trước đó quý vị, thì quý vị cũng thấy là người đẹp bé ba là một trong những người đẹp mà dạ có một cái cũng rất là có duyên sân khấu. Dạ quý vị, một trong hai người đẹp nặng ký của đoàn em đó quý vị. Dạ một là Đăng Thư, hai là bé ba đó quý vị. Dạ bước lên sân khấu cái là cái sân khấu nó rung rinh nè quý vị. Mà hiện tại thì bây giờ người đẹp bé ba đang nằm viện đó quý vị, và tất cả những hình ảnh cũng như là tình trạng sức khỏe của người đẹp bé ba, cũng như là tất cả những cái sự đóng góp và cái sự giúp đỡ của tất cả quý vị, chúng em sẽ up trực tiếp lên trang fanpage gánh hát của tôi Nguyễn Nhân Ngư, hoặc là trên trang cá nhân của những người đẹp của chúng em. Thì quý vị, nếu mà chúng ta muốn biết được thông tin, mà chúng ta muốn biết được là cái số tiền quyên góp của quý vị nó nằm ở đâu, nó đi về đâu, thì quý vị lên trên trang fanpage, và thì chúng ta sẽ có tất cả những thông tin cũng như là nhờ những cái sự quyên góp đóng góp tất cả quý vị, cũng như là chúng em sẽ theo dõi tình trạng của người đẹp bé ba để chúng em cùng nhau thông báo cho tất cả quý vị cùng đi hiểu rõ hơn. Hy vọng tất cả sự ủng hộ của tất cả quý vị cũng như là sự giúp đỡ của tất cả quý vị cũng là một cái động lực, cũng là một cái kỳ tích để cho người đẹp bé ba có thể vượt qua được cái chứng bệnh này quý vị nha. Dạ, người ta nói là xui, sao xui tới dữ nha. Thôi, kỳ, thiệt sự. Dạ, dạ em sợ hai chữ neo đơn lắm quý vị, thiệt sự. Trời ơi, không biết mai mốt mấy bà bóng già về già nó bị sao đi trời. Chứ trẻ trẻ còn được, mấy bà bóng già về già hai chữ neo đơn em sợ, dễ sợ thiệt chứ. À, hôm bữa là nó hết thở nổi đâu quý vị. Phải thở bằng máy. Bữa nay thở được rồi quý vị nha. Dạ mà đặc biệt bữa nay vẫn thở bằng máy chứ chưa có thở tự nhiên được. Chưa thở được hả? Trời ơi, hôm bữa Chelsea nằm mơ gặp mấy ba. Mơ gặp ông mấy ba thiệt. Mơ gặp ba thiệt. Trời ơi, em tưởng xong rồi đó, trời em hết hồn. Em sợ luôn chết quý vị. Mà nè, mà nghe nói là cũng ổn được phần nào rồi. Hy vọng tất cả quý vị, và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã yêu thương gánh hát Lô Tô Mỹ Nhân Ngư, cũng như là yêu thương từng thành viên của gánh hát Lô Tô Mỹ Nhân Ngư. Thì hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chung tay để giúp đỡ cho người bé ba vượt qua được cái căn bệnh này quý vị nha. Dạ, dịch Covid mới vừa qua, bởi vì nghe nói cái từ hai tử mà cái vụ bệnh phổi em sợ lắm quý vị. Em xin cảm ơn một vị khán giả. Thắng ơi, cho em một phút kiểm vé như đẹp Tây Hồ, bao nhiêu vé rồi? Hai vé cuối tay từng vị trí của đẹp Tây Hồ. Năm Thanh Lịch Thái Hồng 9 vé. Năm vé. Tính ơi còn bao nhiêu vé con? 4 vé. Bữa nay bán sủ hơn ba. Thư còn à hai vé thôi. Thư còn hai vé. Hồ còn hai vé luôn. Đây gì tên quên rồi. Thiên Đăng. Thiên Đăng đó. Em có bạn cái Thiên Tai không? Dạ. Được không? Vậy cô Thiên Tai nó chết rồi. Thôi đừng nhắc nó nữa, con đó nó mất tích lâu rồi. Thôi nó chưa. Không, nó chưa, đang từ từ nó đang, còn mấy vé đang. Còn 5 vé. Ba hỏi là tuần này nó quyên góp rồi, tuần sau thứ bảy là làm chủ đề quyên góp, bà khỏi mua vé được không? Bà có mua. Kêu bà khỏi đi qua luôn. Bà ở nhà luôn đi. Trời ơi, đi mua cơm cho anh ăn, 8 giờ tối đem vô sân khấu, đang đứng trên sân khấu. Bắt ăn hả? Bắt ăn. Trời ơi, trời ơi. Được cái khán giả thương lắm quý vị.
thì tôi đang hát, giờ tôi vừa hát ăn được không trời. Rồi, kính thưa quý vị nào có vé tay không bắt gì, anh sẽ bắt đầu giờ số một cái phiếu mua hàng trị giá 300.000 sẽ gửi đến tất cả quý vị sau vòng loại này quý vị mình nha. Kính thưa quý vị, kính chúc tất cả quý vị vòng này sẽ gặp nhiều may mắn. Hey, mày gì đây mày, gì đây mày, gì đây mày, gì đây cứ mời cô bác có giấy dòng này mà trở lại đây nghe em kêu số số ra con mây mây, gì đây mày, gì đây mày, gì đây. Có những mối tình, hey, có những nỗi buồn, buồn dữ lắm. Có những tháng ngày yêu nhau nhau mây say, mây say, yêu hết con tim, yêu hết tim hết con tim. Khi yêu khi yêu ta đã cho người rất nhiều, ta cùng nhau bay lên với trăng sao. Bye.
số gì ra, con số gì ra, số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con số gì đây ra số 3. Con số 3 là con số 3, con số 3. Con số 3, số gì đây cho nó mấy gì đây, số gì ra, con ba gì ra, con ba gì ra. Con ba gì đây, con ba gì ra, con ba gì ra. Chú cô kia bắt ngốc đơn cổ. Sao mẹ? Qua lời lại ốc dồn mà một thao. Con 36, 36, 36, 36, 36. Số gì đây mày, gì ra, con mấy gì đây mày, gì ra, con mấy gì đây mày, gì ra. Con mấy gì đây à, hỏi anh, nhớ anh em buồn lắm. Cho một bộ tờ lá vé là 40.000 đồng quý vị nha. Quý vị sở hữu 1 triệu đồng trong buổi tối đêm nay với vòng loại đặc biệt này, kính chúc tất cả quý vị sẽ gặp nhiều may mắn. Rồi con số 2 gì điểm kêu qua? Con 1, 16, con 2, 29, con 3, 34, 34, 34, 34, hợp lệ. Rồi ai đoạt giải nào không quý vị mình ơi? Và nếu như không còn quý vị nào đoạt giải, em sẽ để em trao phần quà cho anh trai một cái phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng nha. Ở đây kính thưa tất cả quý vị, em xin phép thông báo vòng loại này là một loại đặc biệt với giá trị giải thưởng sẽ là một cái phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng. Tức là quý vị đã sở hữu cho mình 1 triệu đồng trong tay trong vòng loại này với chỉ 40.000 đồng cho một tờ là vé thưa quý vị nha. Và kính thưa quý vị, đêm nay với chủ đề là hướng về ngày lễ Phật đản thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tưởng nhớ về công đức sinh thành cũng như là công lao dưỡng dục của cha mẹ. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với ba câu vọng cổ trích trong bài vọng cổ Tình Mẹ của soạn giả Viễn Châu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe quý vị nha. Bạn không hề trông
Soạn Dạo Viễn Châu, và bài hát được mang tên Tình Mẹ, và cái bài này tới 6 câu rồi quý vị, mà hát 6 câu có gì ngủ gục em sợ quý vị ngủ quên, quý vị không mua vé gì ha. Thôi hát 3 câu đỡ quý vị nha, lát quý vị hứng hứng em hát 3 câu nữa quý vị ha. Và à, ông bầu buồn ngủ quý vị, ông bầu buồn ngủ rồi, tôi nói ông rồi, ông còn một giấc ngủ nữa, ông ham chi ngủ nhiều. Là luôn trời lộn nói kiểu đâu, tối nào không trả lương. Đây, dòng loại này là 40 ngàn đồng cho một tờ lạ vé, anh ba chị bảy hoàng tử công chúa, và mình sẽ trúng cho mình giải thưởng sẽ là một cái phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng quý vị nha. Thì như đã thông báo ngay từ đầu, quý vị cầm trên tay cái phiếu mua hàng bao nhiêu tức là quý vị đã sở hữu cái số tiền bấy nhiêu quý vị nha. Và vòng loại này thì quý vị sẽ may mắn nhận về cho mình giải thưởng là 1 triệu đồng cho một cái phiếu mua hàng, và chỉ có 40 ngàn đồng cho một tờ lạ vé thôi quý vị. Nếu như vòng loại bình thường đó quý vị, mình bỏ ra 20 ngàn mình trúng về 300 đúng không? Trong loại này mình bỏ thêm 20 là 40, mình trúng gấp 3 lần cộng thêm 100 ngàn bonus nữa quý vị nha. Dạ, rồi hy vọng tất cả quý dòng loại này quý vị sẽ gặp nhiều may mắn, cho em sẽ được tổng kết số lá vé này quý vị nha. Đây là vé cho chị Mừ kìa. Trời đất ơi. Đó, vé cho chị Mừ kìa. Mừ ấp Mừ năm xưa, Mừ năm nay sáng trưa hơn năm rồi. Sao mà Mười mới mua vé mà bán cọc với gì thôi? Thôi. Sao? Bà là cổ đông lớn nhất của cái đồ này. Đuổi ra đi. Trời trời má ơi. Trời ơi trời.
chị, bà Mư, chị Mư, chị Mư, chị Mư con nói chị Mư nghe, đừng đụng tới nhỏ này, đừng đụng tới nhỏ này, nhà con nhỏ này nó vừa có quyền mà nó vừa có tiền nữa, mà được cái nó mất dạy lắm, đừng có đụng nó. Bảo tôi gửi sản phẩm cho bà liền không? Sao bà cứ đuổi tôi hoài vậy? Trời ơi trời. Trời ơi bán vé đi dòm khách đi, dòm ai đi, dòm bà hoài. Trời ơi bà nó phải là vợ tôi đâu chứ dòm bà. Ủa nói gì vậy trời? Bà mua vé đó, bà cũng mua vé, bà mua vé, bà là khách rồi. Có mua vé không? Mua vé khoai, đâu có mua của tôi đâu, phải khách tôi không có mua vé của tôi bà. Trời đất ơi, trời ông nội ơi, ê, chạy. Ê, ra bước nào, Lấy cái vỏ cho ông Thư, dắt cái xe ra trở về luôn con. Đây cái vỏ nè Thư. Khách tôi là mua vé của tôi, còn khách không phải của tôi là không có mua vé của tôi, hiểu không? Bye bye. Cái vỏ của tôi, trời ơi cái vỏ của tôi, trời ơi vé nợ không tôi đó là mày lấy đi là mày trả nợ giùm tao nghe con quỷ. À, cắt vậy đi cưng. Ờ đó kiểm rồi chưa à, quên nè, đây nè, để kiểm nè. Ủa đây đâu hết trơn rồi? Ủa hết hả? Hết rồi. Ê đây rồi, còn mấy vé cưng? Còn mà hai vé cuối hả? Thắng còn mấy vé thắng ơi? Thắng còn à ba vé cuối à, vô hết rồi hả? Thôi sổ đi. Ê còn hai vé cuối hộp em đi quý vị ơi, kệ tham cho trót luôn, kệ tham lam hai vé nữa đi quý vị. Rồi đó, rồi cho con tiếng nhạc đôi đai để cho nó sung sung đi chúng ta ông già đó, đừng có rớt mạng nữa nghe. Trời ơi cũng buồn dễ sợ luôn. Đây ở đây nè, đây anh trai đi nè, chạy qua chờ anh còn một mình cô đơn. Ủa cái giò nó dài dữ vậy? Ủa nó chạy với lại nó biết sao nó có cái bụng á. Con nhỏ này nó có thai 11 tháng rồi mà nó chưa xanh nè, nhỏ này nè. Rồi còn một vé hả Tính ơi, một vé cuối quý vị ơi, một vé này em sổ liền, vé này thôi em sổ liền. Số gì đây à, mấy gì ra, hey. Mấy gì ra, mấy gì ra, cũng ba gì ra, cùng ba gì ra, biên cùng lá rơi thu hạ em ơi. Đường dài mình mù em không đến nơi, mấy nước buồn cơn ngứa binh, hết ghế chuyện chung tình khóc than riêng em một mình. Một cái mình 39, ông thần tài 39, vô 39, 39, 39, mày gì đây mày, gì đây mày, gì đây mày, gì đây. Đó đưa đó đây, đó đây, đó đưa ấy, đưa cũng đấy. 27, số gì đây, cái đám gì đây, số gì ra. Con nằm gì ra, con nằm gì đây, con nằm gì ra, con nằm gì đây, con nằm gì ra. Tuổi em còn sống như bông hoa mới nở. Ông muốn đợi chờ bao kẻ mà ước mơ. Em hãy phòng hờ kiểu bông là quy khúc. Con 54, là 54, con 54, con 54. 54, 54, số gì ra mấy gì đây, năm gì đây, năm gì đây, năm gì đây, năm gì đây. Làm bên con một người con gái, số không ai gặp phải ông chồng sai. Nhổ lại đây ngắm nghĩa mà dài trai, uống rượu cho sai về đánh vỡ bằng chai. 52, 52, 52. Tao nước giang ước áo, phút mười sáu, còn bóng mười sáu.
bốn mười sao bốn mười sao số gì đà mấy gì đây mười gì đây mười gì đây mười gì đây tôi viết tên em trên lá trên hoa tôi viết tên em trên chiếc Yamaha tôi viết tên em trên chiếc bộ đội ta ra con mười ba con mười ba con mười ba cái kết cấu cái dây thanh quản của thằng này ngộ mà cái giọng nó không trai mà hát cái giọng nó trong hơn mấy đứa mình gái nữa ta giọng lấy tay tay du ký mấy gì đà mày gì đây mày gì đà ba gì đà con ba gì đi ba gì đà con ba gì đà ba sinh đã nó cho duyên tình về lứa đời tránh qua cầu sau ông đành cách chia đôi mình con hương trước kia theo làm khối bài bạc rồi anh đại ơi mấy câu thề của nàng giá anh nhớ hoài con 32 32 con 32 32 32 32 32 mấy chị đây mấy chị đây tôi xin ghé xa nơi đây chuyện một nàng thiếu nữ đẹp đẹp như đó hoa làng rừng thương sắc ôi mặn mà 53 53 53 không phải mẹ chị đâu chị đó 53 53 53 số gì đây số gì ra khăn số gì ra anh xin đưa em về về với hương yêu dấu anh xin đưa em về về với hương tuyệt trần chàng chưa tú trên cao anh xanh như một ngọn nến gặp lại đớp đớp hoa đăng rước dâu em đi về nhà 23 của 23 23 23 hai nhỏ này tối nay không có lương nè 23 con mười gì ra con mười gì ra con mười gì ra ngày rằm là lúc lên chùa mà xinh xăm mà con 15 con 15 con 15 con 15 là có một siêu mẫu được rách cái ống quần con 15 con 15 con 15 mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây thôi thôi ba ơi gãy đôi nhịp cầu gãy đôi á nhịp cầu ba ơi có biết tan nắng thêm tôi ngày bà lên xe qua làm đẹp lòng mẹ cha cho tình duyên đôi ta trái ngang từ đây 37 37 37 là tấm vé cờ có 37 đọt giặc kìa nha thằng này nó hát nó nhảy nó nhịp cái nhịp nó không có vô cái có gì mình khoan vừa sao mà là bé để tránh tình trạng cái sổ chúng ta còn cái giấy mới cứ lại quý vị 37 dạ đây kính thưa quý vị bởi vì đây là vòng loại có giá trị giải thưởng cao cho nên em xin mời một vị khán giả bất kỳ chúng ta có nhà ý lên để kiểm tra giùm em tờ lá vé cũng như là 4 trái banh không quý vị mình ơi có ai muốn lên kiểm tra lại giùm em không quý vị nếu mà không tự tổ không thoáng lộ tên lên kiểm tra lại giùm em quý vị nha đâu rồi có 37 điểm kêu qua có 12 có 2 46 có 3 52 hợp lệ 52 46 37 12 một lần nữa thì quý vị nào không tin tưởng hoặc có một thoáng cái ngồi cái tên lên kiểm tra lại tờ lá vé bây giờ 4 trái banh bên trên lồng cầu giùm em quý vị nha rồi anh ơi anh cầm cái phiếu mua hàng này tức là anh đã sở hữu cho mình 1 triệu đồng nữa đó anh nha anh cứ về chỗ đi sẽ có nhân viên đến từ dạ 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 anh cứ về chỗ nhân viên tư vấn cho anh liền nha dạ ở đây tụi nó sẽ bu anh tại anh đang là đại gia dòng loại này mà ơi rồi chị dặn mấy đứa nha không trời ơi nó hát ở đây bao nhiêu lần rồi ở trong cái vị trứng của mình nó có 6 ô thì mỗi một ô hàng 0 hàng 1 hàng 2 hàng 3 hàng 4 hàng 5 mà để đúng hàng cho dễ dò nghe mấy anh chị nha mấy được anh chị được ở đây ông chữ tôi nữa nha mấy anh chị nha không trời ơi sao mà buổi dạy lái chịu đòn này nó mấy má làm mà tôi bị không để chờ tôi già nhất tôi không đó trời ơi thánh thật nhưng đệ ơi dạ quýnh luôn hả ôi ôi trời ông chỉ mà tôi kêu quýnh luôn kìa ủa người xưa quen trời ơi anh tú lúc này còn nuôi cá coi không rồi kính thưa quý vị trời nói xà lơ đời sao con nói gì dạ đó kính thưa quý vị vòng loại này là vòng loại trở lại với giá trị giải thưởng là nhiêu ba kính thưa quý vị vòng loại này với giá trị giải thưởng sẽ là một cái phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng nhưng quay trở lại với cái giá tiền của mỗi con tờ lá vé bình thường là 20.000 thưa quý vị ơi và nếu như tất cả hồi nãy từ dòng đầu cho đến trước cái dòng đặc biệt là 20.000 đồng trúng 200, 300 thì bây giờ quý vị sẽ nhận với cho mình giải thưởng là 400.000 đồng cho một cái phiếu mua hàng vẫn chỉ có 20.000 đồng cho một tờ lá vé thực nha alo dạ nghe rồi dạ 20.000
giai đoạn chua tà lá vé, quý vị sẽ may mắn nhận về cho mình giải thưởng sẽ là 400k cho một cái phiếu mua hàng. Khi quý vị sử dụng cái phiếu hàng đó là quý vị đã sở hữu cho mình là 400.000 đồng rồi quý vị. Thì quý vị có thể sử dụng để mình mua những tà lá vé cho vòng loại kế tiếp hoặc là những loại sau. Chúng em sẽ thầu tiền thừa lại cho tất cả quý vị bằng tiền mặt. Nó cũng giống như là quý vị lấy cái tiền hên trong bao lì xì ra để mình mua những tà lá vé đó quý vị. Dạ đó. Nhưng mà quý vị chỉ cần trúng một cái phiếu mua hàng đơn giản gọn nhẹ thôi quý vị. Dạ. Nó không có cần mà bao lì xì hoặc là bao nhiêu tờ, tờ 100, tờ 50 gì đó, nó phiền phức quý vị nha. Dạ, chỉ cần một cái phiếu mua hàng như vậy thôi là nó có đã có giá trị là 400k rồi quý vị nha. Thì vòng loại tiếp theo này hy vọng tất cả quý vị anh ba chị bảy hoàng tử công chúa anh trai chị gái nào chúng ta chưa có tờ lá vé đó quý vị, mình tương tin ủng hộ giùm em đi quý vị nha. Và cái thưa quý vị, em sẽ được phép giới thiệu đêm ngày mai quý vị ơi. Đêm ngày mai với chủ đề là duyên dáng Việt Nam thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng những tảo dài hết sức là duyên dáng đến từ những người đẹp tuôn tựa của gánh hát Lô Tô Mỹ Nhân Ngư sẽ phục vụ tất cả quý vị. Và đặc biệt là hứa hẹn sẽ có những vòng loại giá trị giải thưởng đặc biệt cao hơn quý vị nha. Thì giống như là vừa rồi thì quý vị đã tham dự một vòng loại 1.000.000 đồng rồi quý vị. Thì nếu như tất cả quý vị còn ủng hộ chúng em đến vòng loại cuối, chúng em có thể sẽ phục vụ thêm một vòng loại nữa. Hy vọng tất cả quý vị sẽ ủng hộ giùm em. Và đặc biệt nữa là vòng loại cuối cùng trong đêm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm ra một vị khán giả may mắn cho vòng loại miễn phí một phần quà quý vị nha. Dạ, chúng ta sẽ đang nói cái ông bóp kèn của tôi hết hồn. Dạ rồi, kính thưa quý vị, những tờ lá vé lô tô cũ đó quý vị, từ vòng loại đầu cho đến vòng loại cuối, quý vị vui lòng giữ lại hết giùm em quý vị nha. Mình đừng có xé bỏ quý vị nha. Dạ, mình đừng có xé bỏ. Thứ nhất là nó sẽ không có bị mất vệ sinh. Thứ hai nữa là khi mà tất cả quý vị nào mà chúng ta ở chưa may mắn đọc giải đó quý vị, mình cứ giữ lại hết những tờ lá vé cũ giùm em, bởi vì nó vẫn còn giá trị sử dụng. Chúng em sẽ đổi vé cho tất cả quý vị. Thứ hai, tờ lá vé lô tô cũ chúng em sẽ thu lại, chúng em sẽ đổi lại cho tất cả quý vị bằng một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng. Rồi, khi mà chúng ta tìm ra được vị khán giả bốc thăm trúng thưởng may mắn rồi đó quý vị, chúng em sẽ mời vị khán giả đó lên sân khấu để chúng ta cùng nhau quay cái vòng quay may mắn vào phía bên trên này đó quý vị. Đó, quý vị thấy cái dòng 7 màu không quý vị? Đó, cái dòng 7 màu, cái dòng lá cờ LGBT nữa quý vị. Dạ, tài lái xe làm giỏi ha. Dạ, dạ. Dạ, dễ thương, dễ sợ. Hả? Một giây cuối cho tay người đẹp đang thư quý vị ơi. Rồi, khi mà quý vị quay cái vòng quay may mắn, quý vị quay vào đúng ô quà tặng nào thì quý vị sẽ lấy cái quà tặng đó mang về và hoàn toàn miễn phí quý vị nha. Rồi, bây giờ dòng loại này cho một giây cuối cho tay người đẹp đang thư. Rồi, người đẹp Tây Hồ còn 3 giây chó. Hậu ơi, còn mấy giây Hậu ơi? Rồi, Hậu còn 9 giây. Không bao giờ nó vượt qua được cái lời nguyện 9 giây. Rồi, Tính ơi. Tính ơi, còn mấy giây Cưng ơi? Rồi, Đăng hấp giấy cho Đăng ơi. Đăng còn 5 giấy ạ. Rồi, Thắng hết giấy cho Thắng ơi. Thắng hết vé. Rồi, kính thưa quý vị, vòng loại này giá trị giải thưởng sẽ là một cái phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng. Chúng ta nhận đẹp em còn số đồng lại như tờ là giá cuối thôi quý vị ơi. Người đẹp đang thương còn một giá chót quý vị ơi. Một giá cuối nè. Rồi, nơi đây còn 20 bậc giá cuối thôi quý vị nha. Rồi, quý vị nào có giấy tay chuẩn bị hướng mắt về sáng cho bắt đầu gì mà số giùm em quý vị. Dạ, rồi tới giờ cao điểm đâu quý vị, chuẩn bị ra đường quốc lộ là rồ ga tăng tốc chạy với tụi em nè quý vị nha. Rồi, mấy cưng chạy lẹ nha, chạy lẹ bớt nhanh. Rồi, kính thưa quý vị nào có giấy tay hướng mắt về sáng cho bắt đầu. Giờ số. Mày gì đây, kính mời cô bác có giấy dùng này mà trở lại đây nghe kêu số. Số rồi con mày gì đây 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 mày gì đây. Tư là tư phú tướng bảo kim sắc phang lên thẳng giàu ra luôn trong tình trạng năm khánh mơ màng em luôn trong tình trạng hồi gan tàn quặn đau hồi gan vàng quặn đau 44 số đầu tiên mình gặp vô cho bạn con ơi. Rồi còn hai giấy cuối cho tay đang tên là Tính Nguyễn đúng quý vị ơi. Hai giấy cuối quý vị, ai là Mạnh Thường Quân, ai Đại Gia Mão đem hai giấy đây đi quý vị ơi. Hai giấy cuối luôn quý vị ơi. Hai giấy cặn giấy thường giấy trừ độc tại quý vị nha. Chị trời ơi, đừng có bấm điện thoại nữa. Lấy vé dò đi 20. Lấy vé dò đi, trời vé nó cuộc vé nó của bả, vé của chị đâu. Lấy vé đi. Vé lấy vé đi, 44 hai cái núi gặp vô 4. Hát đi, nhờ cái sự xấu của chị mà mua được vé nha. Còn cái cuối hả Cưng? Còn vé cuối hả? Vé chó bây giờ, vé cuối nữa. Vé nữa đi. Ô vé tôi đi quý vị. Ô vé nữa đi, đòi sổ luôn. Trời ơi, không có lấy thôi, ba mất tức cơ má ba chết á. Hát đi má ơi. 44 còn 44, con năm gì ra, con năm gì đây, năm gì ra, con năm gì ra, con năm gì ra. Dạ, về chẳng nhớ em chăng. Sao vậy? Em về em nhớ hàm răng. Chàng cười ra con 50. Con 5 chục. Con 5
50, còn 50, còn 50, còn 50, còn 50. Còn bài gì ra, bài gì ra, còn bài gì đây? Còn bài gì ra, đi trên sông và một đêm trăng rằm. Mai treo lướt nhẹ tùa sông vỗ lòng anh. Mê say em hát mắt sáng long lanh. Mà cả dòng sông là hương lúa Việt Nam. Là 38, 38, 38. 38, 38, 38. Số gì đây, số gì đây, số gì ra, con số gì ra. Đêm gần tan nhịp càng thêm rắn rối. Có ai đi về phía những đồi cây? Mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay. Khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đếm bằng chay. 47 đây, 47, 47, 47. Con 17, số gì ra, con hai gì đây, con hai gì ra. Mới từng nguy khúc 24, lại 24, còn 24. 24, 24, 24, mấy đêm mấy gì đêm mấy gì đây. Nếu duyên không thành, đẹp ơi lên cắt tóc. Vô chùa mặt thiện môn thì con 14. Con 14 thì con 14. Con 14, con 14 số. Gì ra mấy gì đây mấy gì đây. Đời anh như con chú. Ra con số 1 vô. Con số 1, con số 1, con số 1. Con số 1. Con số 1, con số 1, con số 1, con số 1, con số 1. Mấy gì đà mày, gì đà mày à. Mày cái gì đà gấu, gấu, gấu. Alo. Con chó nhỏ, con 11, vô. Ôi ơi. Con 11, con 11, con 11. Số gì đây, con số gì đây, số gì ra, con số gì ra. Ở dưới quê làm ăn mà không khá. Em lên Bình Dương, em đi bán dừa tươi. Con 30, con 30, con 30, con 30. Con 30, con 30, con 30, con 2 gì ra. Con 2 gì ra, con 2 gì ra, con 2 gì ra, con 2 gì ra. Chứ thân em như tắm mà lúa đào. Phơ phơ giữa giật biết vào mà tay ai. 22 à, 22 là tấm chế đọt dài. 22 đọt dài. Quý vị fanboy sẽ dọa tờ lạ vé quý vị nha. Để em kiểm tra lại tờ lạ vé cũng như là 4-3 phía trên lòng cầu luôn quý vị mình ơi. Rồi anh 37 hoàng tử công chúa thần đồng Nikolai này. Chúng ta đọc giải đến sân khấu để nhận quà giùm em quý vị nha. Mình đi ngoài có 2 tuần cái bây giờ mà kêu tên Nikolai luôn ha. À, sao? À hay quá ha. Không có chị kêu hoài à mà tại vì chị chưa kêu đây thôi. Anh ơi trời chị ước muốn ở đây có nhiều Nikolai để ủng hộ lấy. Rồi. Rồi, cái thứ tất cả quý vị, dòng loại đem sẽ được kiểm tra quý vị nha. Dòng loại 305 đúng cái hiệu của dây con 22. Có 1. Con 11. Có 2. 47. Có 3. 5 chậu. Đọc dậy. 50, 47, 22, 11. Trời ơi, tội lá vé của chị, mà chị cứ khoanh tròn với cái hộp dịch cho ha, dễ thương quá sợ ha. Dạ rồi, kính thưa quý vị, và ngay từ bây giờ thì mình giữ tin đang rằng bước phù vé cho quý vị. Dòng loại vé tiếp theo giá tiền vẫn y như cũ là 20.000 đồng. Quý vị sẽ được nhận qua một voucher mua sắm trị giá 400.000 đồng quý vị mình ha. Dạ rồi, và cho bắt đầu giờ khuyên đầu thì quý vị mình ủng hộ nhanh mau gọn lẹ và nhiệt tình dùng cho tụi em. Để tụi em sẽ sổ số nhanh gọn lẹ để cho tất cả quý vị mình không thể lâu hơn nữa quý vị nhé. Rồi kính thưa tất cả quý vị các bạn thân mến, một lần tiếp theo vẫn sẽ là 20 ngàn đồng trùng tờ lá vé. Và anh 37 hoàng tử công chúa mình sẽ nhanh may mắn nhận và chúng mình giải thưởng sẽ là một cái phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng. Tức là quý vị đã sở hữu cho mình giải thưởng 400k rồi đó quý vị ơi. Thì chúng ta cùng nhau tìm cho mình được một phần quà làm quà lưu niệm cũng như là chúng ta sẽ có được một phần quà để chúng ta có một cái kỷ niệm để gánh hát của tôi Nguyễn Như Ngư quý vị nha. Và kính thưa quý vị đêm diễn ngày mai và một cái đêm hết sức là dễ thương duyên dáng quý vị nha. Được bạn tên là duyên dáng Việt Nam quý vị nha. Quý vị sẽ được chiêm ngưỡng những cái tà áo dài, những tà áo dài Việt Nam qua phần trình diễn của những chú thanh niên đoàn em quý vị nha. Dạ, những anh chị thanh niên đoàn em quý vị nha. Đêm ngày mai và đặc biệt đêm ngày hôm nay thì quý vị như đã thông báo trên poster cũng như là hồi nãy thì giờ chúng em cũng đã thông báo, quý vị sẽ được gặp gỡ và giao lưu với năm ca sĩ Hoa Vũ quý vị nha. Rồi đêm nay là đêm chúng em thực hiện một chương trình đêm thứ bảy tuần sau chúng em sẽ thực hiện một chương trình thiện nguyện để giúp đỡ cho người đẹp bé ba có thể vượt qua cái cơn bạo bệnh trong thời gian sắp tới. Thì hy vọng tất cả quý vị cái sự đóng góp cũng như là cái công đức của tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau hy vọng là người đẹp bé ba sẽ qua khỏi để chúng ta cùng nhau quay trở lại sân khấu để cùng nhau phục vụ tất cả quý vị. Quý vị là người đẹp bé ba rất là giỏi quý vị, và mà trong giới em kêu là rộng xài đúng quý vị. Nó ca cải lương cũng được, hát tân nhạc cũng được, nó diễn kịch cũng được, nó làm hề cũng được, nó nói cái gì cũng được, nó làm gì cũng được hết trơn thiệt quý vị. Dạ. Dạ. Rồi người đẹp Tây Hồ còn 2 vé quý vị ơi, người đẹp Tây Hồ còn 2 vé quý vị nha. Nói chung là người đẹp bé ba rộng xài hơn người đẹp Tây Hồ. Nếu như quý vị mình ủng hộ cho người đẹp bé ba trở lại sân khấu thì anh Đại sẽ đuổi Tây Hồ. Vậy ta đuổi con Hồ. Dạ. Yên tâm nha. Dạ. Đó, nếu như mà người đẹp bé ba được mệnh danh là nữ hoàng nặng ký thì người đẹp Tây Hồ được gọi là người đẹp nữ hoàng hát ngang. Cái bài nào hát cao cái nó hát ngang tràn vậy cái tự động nó thành cái bài cái gì? Trời, ví dụ như cái bài gì cái bài dở dang á. Nhớ em mà chứ khó thành nó nó hát ngang tràn cái tự nhiên nó thành ra một bài khác.
Bài đó giờ chưa hát hả? Không, hát bài khác bà. Miền Nam ơi cái nước mình năm bài đó hay bài đó. Trời đó. Hát bài đó hay lắm quý vị, mà thật sự hát cái bài đó nó chưa có xin phép cho người ta nha. Đó có gì mình ơi, và ngay từ giờ thì quý vị mình ủng hộ liền tay vé giùm cho tất cả các anh chị mình giữ quý vị mình ha. Tôi là vé để phục vụ là 20.000 đồng, quý vị sẽ được nhận qua một voucher mua sắm trị giá 400.000 đồng quý vị mình ơi. Dạ rồi, và xin một phép nhắc lại một lần nữa là ngày mai quý vị cũng đến đây vào khung giờ 18:30 với chủ đề duyên dáng Việt Nam ở trong những tà áo dài rất là đẹp, rất là thướt tha và dễ thương giống con gái Việt Nam của người BD Sài Gòn nha quý vị. Dạ cái thưa quý vị, dạ ủa, dạ tôi nói gì dạ dạ nhắc tới hai chữ BD, dạ đừng nói chữ BD chứ nói sao này lắm, mình gọi là bóng những cái đẹp bay bóng bóng lại cái ờ la má không xăng pha nhớt đột nặng hơn đâu không cái đàn ông đàn bà không cái đàn bà cái thứ bóng liệu cái thứ cà thơi cái thứ đầu trâu mặt ngựa. Ô trời sao kỳ vậy ta, nói gì ta cái câu này nè thần xá sổ ba sổ đây sổ 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 rồi dòng lại ngay bây giờ xin mời quý vị tập trung mình sẽ bắt đầu giờ số kính chúc tất cả quý vị sẽ gặp nhiều mắt may mắn. Cơ số gì đây mày gì đà cơ số gì đây quên ngược thời gian trở về với tuổi thơ lấp nhấp ngoài mưa lắm lem buồn này khi xưa trẻ con nào đâu có biết yêu ngơ ngơ chạy theo lũ bạn cùng chiều từng chiều dẫm chơi tháng ngày phù vợ câu ca em đâu nghĩ gì một ngày đẹp trời nắng đã lên cao đôi ta bên nhau biết yêu khi nguyên 50 con 50 con 50 con ba gì ra con ba gì ra con ba gì ra con ba gì ra nằm chim bao thấy con gà trống gái ngước lên cao em tưởng là con gái cái thò tay vô em thấy bụi rau răm 35 số gì đây con số gì đây số gì ra con số gì ra số gì đây ai mua sầu riêng cớ ai mua sầu riêng xin nhìn trên kia quán em đây bán trái sầu riêng nhưng em không bán tình duyên ba miền nguyện nguyên 30 đứa con 30 con 30 con 30 con 30 rồi em sẽ phải đọc lại nha cái gì 35 con 30 con 30 con 50 con 50 62 không có đâu má mà kiếm trời ơi lô tô có 60 số hả chị. Cơ số gì đây mày gì đây do hàng bốn còn bún gì ra cái bún gì đây bún gì đây còn bún gì đây lần cuối gặp làng trong góc chuối ăn chuối không làng điệp tặng cho làng một quầy nếu duy không thành buồn ơi làng cắt tóc chôn dùng tiền môn 44 số gì ra mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây con đi mà chung tình ra con số 9 con số 9 số gì đây kìa mấy gì đây số gì ra tuổi em còn sống như bông hoa mới nở ông muốn để chờ có kẻ mà ước mơ em hãy phòng hờ kiểu không là nguy khúc 24 là 24 con 24 24 số gì đây con số gì ra con số gì ra số gì đây con số gì đây chúng sinh chúng mộng mà đầu đình sơn hô sơn đứng một mình sơn hỏng sơn 59 59 50 bà thấy nó chửi tôi không vậy nó chửi em không nó nói vậy không đó nó nói sao mà tôi không giữ 50 59 đúng không 59 59 con trời gì ra con mấy gì ra mấy gì ra lùm chuối nào nhớ hôn anh nơi chúng mình là 54 mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây công cha như núi Thái Sơn sông nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 23 số gì đi mày gì ra con mấy gì đi mày gì ra cha mẹ phương xa nuôi thịt mà nuôi gà bán cửa bán nhà cho con mà ăn học chắc tại con ốc học hành chẳng nên thân hay tại con đần
số gì ra, mấy gì đây ba gì đây, ba gì đây ba gì đây, trời tan gió mang cả trắng tao quay đuôi ngồi nhà hâu, nửa đêm vẫn câu anh ngước lên thấy buồn mà vì sao, ba mươi sao ba mươi sao ba mươi sao ba mươi sao sao gì đây mấy gì đây cái mấy gì đây cũng ba gì nữa cũng ba gì ra cũng ba gì đây không ba gì ra các nhà em dọn cái cột mà em siêu nước thở gì nhiều sửa sang mà cho tốt con 31 con 31 31 số gì đây số gì ra con số gì ra má ơi đừng gã mà con gần con qua xúc gạo nhiều lần cái má con 16, con 16, con 16 con 16, con 16, con 16 mấy gì đây mấy, gì đây mấy, gì đây mấy em thiếu gì học mạch cho tốt 21, 21, 21 21 mấy gì ra mày, gì ra mấy gì đây mày, gì ra mày, gì ra chú chồng người đánh giặc sông lô chồng em dưới bếp ra ngô bị cháy nồi chú chồng người thì cưỡi ngựa bắn cung chồng em cưỡi khỉ lấy dây thun bắn con cày con 17 con 17 con 17 con 17 là tâm vé thường hơn 17 đọc giải. Dạ anh trai chị gái đã đọc giải lên sân khấu để nhận quà buồn lượt em kiểm tra một lượt luôn quý vị mình nha. Rồi dòng lại tao nhận là 20 đồng cho một tờ là dễ luôn quý vị mình ơi. Hai vị thí sinh đọc giải ạ. Dạ chúc mừng hai anh chị ạ. Dạ. Dạ rồi con 17. 17 với điểm kỳ qua có 1, 21 có 2, 30 có 3, 44 đọc giải. Rồi anh trai. Rồi anh ngồi anh cười quá trời bây giờ anh đọc giải rồi nè. Dạ con 17 có 1, 23 có 2, 44 có 3, 50 đọc giải. Giờ đây và kính thưa các quý vị, bên dưới tôi đang rào bước phục vụ vé cho quý vị vòng lại vé tiếp theo. Giá tiền vẫn y như cũ là 20.000 đồng. Rất mong quý vị xem hộ liền tay thì mình sẽ cái đó tụi nhân ngơ quý vị mình ha. Giờ đây và kính thưa các quý vị, trong poster tôi có để là hôm nay quý vị sẽ được gặp gỡ và giao lưu qua với nam ca sĩ Hoa Vũ quý vị mình ha. Và ngay từ bây giờ, xin mời quý vị tập trung vào sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón qua sự xuất hiện của nam ca sĩ Hoa Vũ quý vị mình ơi. Dạ quý vị mình ơi, trong lúc này thì quý vị mình ủng hộ vé hiện tại dùm cho khán giả tụi những người bên dưới quý vị mình nha. Mỗi tờ là vé 20.000 đồng, quý vị sẽ được dùng qua một câu chuyện mua sắm trị giá 500.000 đồng quý vị. 400. Tụi nay, ủa em nói 500 hả? À dạ 400 nha, em nói lộn á. Lời nói đầu tiên xin cho Hoa Vũ, một loài hoa đến từ vũ trụ và đã sau một cơn mưa xin được gửi đến tất cả quý vị đang có mặt tại chợ Tân Vĩnh Hiệp trong buổi tối ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Kính thưa quý vị thân mến, bài hát đầu tiên Hoa Vũ xin được gửi tặng đến tất cả quý vị một ca khúc rất là dễ thương và sôi động được mang tên Dream Crazy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở một ca khúc tiếp theo nhé. Dạ, xin cảm ơn phần trình diễn của nam ca sĩ Hoàng Vũ rất là nhiều quý vị mình ha. Giờ đây và sau vòng loại lô tô này thì anh Hoàng Vũ sẽ chơi đặt cái giày má. Hai giày cuối. Đây. Kìa, có người mua kìa. Trời ơi, cái giọng bà hay quá trời, bà đã làm hoài rồi má. Dạ, sớm, áo vàng ngồi đây là sớm. Đây nè. Kìa, áo vàng rồi kìa. Sao vậy? Cái giọng hay đó ha. Giọng ngon. Giọng giống giọng gió. Giọng gió kìa. Gió trống. Rồi có bác chị mình ơi, trên tấm như cái gì? Nhiệm vụ của ông là trả lương chứ ông có cần trả tiền. À, không cần mua vé phải không? Bà nói cái gì vậy má? Bà dính đồ, đó là bà đều dính cái gì mà nói gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Lương thủ. Lông, nhiệm vụ của ông là trả lương chứ ông có cần mua vé. Ê chị Sơn, hôm qua em đưa thăm bé ba á. Em vô bệnh viện 512 giường á. Em đi, thấy cái khoa hợp với chị lắm. Khoa dược. Mày chậm á, vô chậm đi. Rồi có chưa hay tại bao nhiêu nhân viên của em đã đậu bố phù có chỉ mình những tờ vé cuối tay quý vị ơi, những tờ vé cuối tay, những tờ vé ít gửi nhưng mà quý vị ha vẫn là 20.000 đồng cho một tờ vé. Cô bác chị mình sẽ có công an nhận được cho mình một vô chơi mua hàng trị giá 400.000 đồng cho vòng loại này nghe cô bác chị mình nhá. Dạ, người đẹp Hoa Sơn còn hai giây cuối quý vị mình ủng hộ liền tay cô bác chị mình ơi. Và ngay từ bây giờ xin mời quý vị cùng với chúng ta tập trung mười sáu bắt đầu. Dạ, số. Tính còn hai giây cuối quý vị ơi, hết hai giây số liền quý vị nhá. Cái gì đó là cha. Rồi, hơi ao nhạc, chú Tâm ơi, ao nhạc, chú Tâm ơi. Cái thằng này nó kiếm chuyện hoài nè. Cái thằng này nó già, nó kiếm chuyện hoài, bay ơi. Kệ đi. Bà bán vé đi, ông cố. Ê, tối giờ tôi nấu cháo lòng gà cho anh. Má đi rồi, ông cố với nó. Trời ơi, giống như cha tôi vậy, tôi sợ ông chết nè. Sao cho anh sợ? Anh Nguyễn Ngọc Sơn. Anh làm sao nó còn hai giấy hoài vậy? Rồi, quý vị ơi. Một giấy cố cho cái đẹp Nguyễn Ngọc Sơn, quý vị ơi. Một giấy cuối Nguyễn Ngọc Sơn đâu quý vị. Dạ đây nè ông nội ơi, tự là Mai Thiên Tài. Ai đi tới Bình Định người ta chẳng biết cái tên đó, không biết tên Hoài Sơn. Hoài Sơn không ai đâu mà biết, ba cái tên đó là vô danh tiểu tố mà biết má. Cái gì hả? Trời ơi, ông nào ơi, chị Sơn, cái này là bầu đó em có nói nha, ông nói Hoài Sơn là con chó. Ông nói chị là con chó đó. Trời ơi, sao nói là con chó vậy trời, ông ba đâu giống con chó đâu. Trời ơi, tự nhiên ngày nay nói bà Sơn giống con chó. Đi tới ngoài khán giả ngồi dưới kêu lên là Hoài, cái gì? Hoài Mai Thiên Tài. Kêu bà tai không hả ơi, không kêu bằng sớm. Quý vị có thể là quý vị mình không có biết người đẹp Hoài Sơn từ trước đó. Thì bây giờ em chỉ cho quý vị mình biết rất là dễ. Quý vị mình lên YouTube á. Sạc Mai Thiên Tai chửi là ga. Đó, Mai Thiên Tai chửi là ga bả. Còn chửi ai thì không biết, nhanh lên trển coi đi. Rồi xong chưa? Đâu, xong chưa? Cái clip bà chửi còn. Rồi clip ta chửi tao sao mày không giới thiệu? Không còn nữa, clip bà chửi còn. Bà chửi người ta đi cho khán giả biết cái miệng mà hổn. Rồi, và ngay bây giờ bắt đầu, giờ số gì ơi. Lên xem cái tâm ơi. Con số gì đây à, con số gì đây mày, gì nào mà con cô bác có giấy chồng này mình trở lại đây mà nghe kêu số. Số ra con mấy cái đó mấy gì đây mày, gì nào con mấy gì đây à, con mấy gì ra. Chú chồng em áo rách em chê, chồng người áo rách em thương mà chồng người con 20. Con 20. Con 20, số gì đây kìa mấy gì ra, số gì đây kìa mấy gì đây, số gì ra. Chứ cô kia má đỏ môi hồng, cô đây đã có người chồng mà hay chưa. Chồng em bác rửa mà bác cưa, bác luôn mà nấu ăn mua mà cây nào. Có 4, 16, một vé cuối ta tin cho tên đẹp cái gì, thăm gì, cái gì đang Thiên Đăng quý vị ơi, một vé cuối tên đẹp Thiên Đăng quý vị ha. Đăng lực Thiên Đăng. Còn vé cuối gì ơi, cảnh vé cuối ủng hộ giùm em đi quý vị. Rồi số gì đây? Con 20, 46. Chị Hư gặp vô 20, 46. 20, 46 gặp vô đi. Bà gặp vô đi, bà kinh đi là muốn chữ ai bà chữ. Trời ơi. 20, 46 nha. Con 20, 46. Con 20, 46. Con 20, 46. Con cờ gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Hey, mấy gì ra, mấy gì ra. Đá cây giò ló cây cột, con số 1. Con số 1, con số 1, con số 1, con số 1, con số 1.
sẽ phải 52 con 52 52 52 con 52 con 52 con 52 con 52 con số gì đây số gì ra số gì đây hai gì ra có hai gì đây à? Tôi bắt con này con này con này con này giọt nhảy con 27 27 27 27 số gì đây cho mấy gì đây số gì ra số gì đây con số gì ra em đã dung như bao nhiêu người dũng sĩ vô côi cùng em là những ngôi sao bàn chân em đắm nát cũng bao tàng sống mãi ngàn người là cô gái Việt Nam con số tám là con số tám con số tám số gì ra mấy gì đây mười gì đây mười gì đây mười gì đây không phải tại anh cũng không phải tại em tại vàng lớn giá nên chúng mình mà xa nhau ra con mười sáu con mười sáu con mười sáu con 16, con 16, con 16 mấy gì đây mấy, gì đây mấy, gì đây anh tên chi, cho em biết với danh là gì anh tên chi, cho em biết tối nay gặp nhau con số 6, con số 6, con số 6 con số 6, con số 6, con số 6 số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì ra, con số gì ra số gì đây, trước cũng 5, mà sau cũng 5, 55 55 con 55 55 55 55 con 55 con 55 con 55 con 55 số gì ra giải số con số gì đây gì ra mày gì ra dù cho má phấn phai hồng sầu riêng chan chưa trong lòng khắc qua đường xin chơi dẫn dương để em còn đi bán sầu riêng con 50 nguyên nguyên 50 đoạt giải trời ơi mẹ kinh nữa bà mẹ đặt giải quý vị mình khoan vội sao mà là vẽ để tránh tình trạng cái sự chúng ta còn với mấy con lẹ quý vị nhá. Dạ chúc mừng mẹ. Dạ bà chửi bà hay gì ạ? Trời ơi trời ơi không không ông trời cái tiếng mẹ là cái tiếng thiêng liêng lắm á. Chị phải nhấn nhá đàng hoàng mẹ rồi rồi đi mẹ trời bà nội bày cái đó mày chửi tao đó con 50 có 1 46 có 2 27 có 3 số 6 đọc giải dạ má đọc giải má dạ rồi có ai đọc giải đâu cái gì mình ơi. Dạ nếu như không được giải em trao quà cho mày em nha quý vị nha. Dạ rồi. Kính thưa quý vị và bên dưới tôi sẽ ra bước phục vụ vé cho quý vị vòng lại vé tiếp theo giá tiền sẽ vẫn như cũ là 20.000 đồng. Quý vị sẽ được nhận qua một voucher mua sắm trị giá 400.000 đồng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị tập trung về sân khấu để chào đón lại sự trở lại của nam ca sĩ Hoa Vũ quý vị nha. Và để tiếp nối chương trình xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc huyền thoại của thập niên 80s 90s đã được Hoa Vũ remix lại với một phong cách sôi động hơn. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Mưa Thủy Tinh. Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn. Làm sao để xóa hết nỗi đau thì
Không biết có thể cho Vũ một tràng vỗ tay thật lớn để phòng của chúng ta nóng hơn được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và bài hát tiếp theo xin mời quý vị chúng ta, không biết là quý vị chúng ta muốn nghe một ca khúc sôi động nữa hay là quý vị muốn nghe một ca khúc nhẹ nhàng hơn một xíu ạ? Sao quý vị? À, sôi động hơn à. Và xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một ca khúc cũng đang rất hot trong thời gian vừa qua, được mang tên Hoa Lạc Lối. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
rất nhiều. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị và xin chúc tất cả mọi người ai cũng gặp may mắn thành công trong cuộc sống và xin hẹn gặp lại mọi người ở một ngày gần nhất. Xin cảm ơn và cho một tràng vỗ tay thật lớn để tạm biệt có được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn dạ, cảm ơn anh Hoa Vũ rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh ạ. Dạ, và ngay từ bây giờ thì quý vị nào mình chỉ có vé một liền tay vé luôn quý vị mình nha. Cho em xin một phút tổng kết vé ngày đẹp ngoài show không? Chị Sơn. Mấy vé chị? Chị. Thầy má này giờ điếc cái gì nè. Chị Hồ ơi, cho mấy vé chị Hồ ơi. Rồi giờ mới lấy tiền. 7 vé. Dạ. À, anh Đăng. 3 vé. Anh Tính hết vé, anh Thắng hết vé. Một vé cuối cho thằng đẹp ngoài show sẽ sổ số luôn các bác chị mình ơi. Dạ, một vé cuối. Một vé cuối. Nhậu hết vé luôn. Một vé cuối các bác chị mình ơi. Một vé cuối nè. Dạ, một vé cuối nè. Một vé cuối. Ủa bà còn một vé thiệt không vậy? Hôm qua mới có người mới có đứa bị đánh trong đoàn đó nghe. Một vé cuối. Nó nghe nè, bà một vé cuối một hồi bà móc cái đứa đi trúng đánh mà gắn chịu. Đó, thấy chưa? Vé cuối ở chân tay phải. Thôi mà nói nhiều quá cho ngay bây giờ xin mời quý vị tập trung mình sẽ bắt đầu. Do số quý vị nha. Vé cuối. Bà rủ chị quá đi sao ơi. Có số gì đây à? Số gì đi mày gì đà bà con cô bác có giúp dùng này mình trở lại đi mà nghe kêu số. Số là con mang cái đó mấy gì đi mày gì đà có mấy gì đi mày gì đây à? Con mấy gì đà mày gì đi mày gì đà? Pháo hoa pháo xe hoa xe chốt qua chốt duyên hoa duyên đời dương khí kiều như con chốt 31 con 31 con 31 số đầu tiên 31 31, 31, số gì đây, số gì ra số gì đây, số gì đây. Em bắt con ai chạy chốt. Em bắt con ai chạy chốt con số 4. Con số 4, con số từ con số 4, con số từ. Con số 4, con số 4, con số từ. Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Con 2 vừa cậu con 21 21, 21 21, 21, 21. Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Tối mà lối đi về không có em nói gì. Người ta đưa đi đôi mắt của anh
gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây, hết sảy mà miền Tây. 47 47 con cờ gì ra, con mét gì ra, mang gì đây, số gì ra, con mét gì ra, con mét gì ra. Quê em mảnh đất Củ Chi, năm lên 8 tuổi cha đi mừng biển, nhà nghèo tốn trong tiền nông. 22 đoạt giải. Trời ơi, bà hát được tụi bà mắt con dưới không á? Không, cái này nó thuộc dạng ở, nó thuộc ở cái tầm rồi. Tầm gì? Tầm mày, tầm bà. Ừ, thiệt sự, không nào mà nhái được cái giọng của con bé này, thiệt sự. Hát thành cái tầm rồi. Ừ, tầm mày, tầm bà đó. Ừ, tầm bà lắm. Rồi, cái thứ gì có số 22 đoạt giải quý vị mình nha. Quý vị quan qua xếp tại là vé. Rồi, 22 có 1, con số 9 có 2, 3 là 1, có 3, 55 đọc giấy. Ông cộng sắp giấy không đi, sắp giấy rớt này không đi, mình không lỡ đẳng. Trời ơi, con này thì cứ nết hay dễ sợ ha. Rồi, chúc mừng chị gái đọc giấy. Hello. Hello. Sao nó bỏ rồi, thưa quý vị ơi, chỉ còn đó 3 vòng loại nữa thôi. Chúng em sẽ đến với vòng loại bốc thăm trúng thưởng. Thì hy vọng tất cả quý vị nào chúng ta còn ở lại, mình cứ ủng hộ giùm em mọi người tại tà la vé em quý vị mình nha. Vòng loại tiếp theo vẫn sẽ là 20 ngàn đồng cho tà la vé. Quý vị vẫn sẽ may mắn nhận về thì mình giải thưởng sẽ là một cái phiếu hàng trị giá 400 ngàn đồng. Dạ rồi, và chỉ còn có đôi ba vòng loại nữa thôi quý vị mình ha. Đó, chỉ còn có những vòng loại sau cùng thôi. Thì rất là mong quý vị xem một thật là nhiệt tình dùm cho bóng đầu tem quý vị mình ha. Dạ rồi, một lần nữa thì xin được phép nhắc lại, ngày mai quý vị cũng đến đây vào khung giờ 18:30 với chủ đề Duyên dáng Việt Nam. Và quý vị xin được gặp gỡ với tất cả các người đẹp đến từ gánh hát Đô Tôn Mỹ Ngư trong những tà áo dài duyên dáng thuốc tha của người con gái Việt Nam rất là dễ thương và xinh đẹp quý vị mình ha. Và hy vọng là ngày mai quý vị sẽ đến thật là đông đủ để ủng hộ dùm cho bóng đầu của tụi em. Dạ rồi, một lần nữa thì rất là mong quý vị mình còn sót ở đây, hãy ủng hộ giùm cho tụi em mỗi người đôi ba tờ là vé quý vị. Và chỉ còn có vài vòng loại nữa thôi quý vị mình ha. Rồi, và vòng loại cuối cùng tụi em sẽ được phép tiến hành đổi vé cho quý vị. 2 lá vé lô tô cũ sẽ được đổi thành 1 phiếu bốc thăm trúng thưởng. Và khi có người may mắn đọc giải, xin mời quý vị lên sân khấu, mình cùng nhau mình quay cái vòng quay may mắn, mũi tên trúng phần quà nào mình sẽ nhận phần quà đó mang về cho một tối đêm nay quý vị mình nhé. Rồi, kính thưa quý vị, chỉ còn đôi ba vòng loại nữa thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một loại bốc thăm trúng thưởng để chúng ta cùng mang về cho mình một cái phần quà miễn phí quý vị mình nha. Rồi, quý vị có thể thấy phía bên trên sân khấu chúng em có một cái vòng quay may mắn quý vị mình nha. Dạ, cái vòng quay này gọi là vòng quay đêm này là con số gì đây, có gì gọi này là vòng quay cuộc đời của mấy bà video có gì nha. 2 3 quay để em chỉ cho quý vị quay rất là khó nghe. Hai, quý vị phải quay trước khi mình quay, mình phải hết đất đi chạy, hết đất 3 cái. 2 3 coi, đứng lên chị, đứng lên. Rồi sau khi mình hết đất thì mình đứng lên, mình chạy tại chỗ 12 cái. Rồi xong rồi, 12 cái. Rồi sau khi mình nhảy bộ 12 cái, quý vị sẽ cùng nhau thụt dầu 15 cái. 1 2 3 4 5 6 7 để lên 8 9 10 11. Cái thế này kỳ lắm á. Kỳ hả? Rồi sau khi quý vị mình thụt dầu 15 cái thì quý vị sẽ lộn mèo 30 cái. Ủa, một cái thôi, 30 cái chết người ta, nó sủ á. Một cái thôi, lộn mèo một cái đi. Rồi lộn mèo một cái xong rồi quý vị cùng nhau lại cái vòng quay may mắn. Đây đi, đây quay may mắn này. Đây vòng quay may mắn. Rồi, đây cái vòng quay may mắn quý vị. Chưa luôn. Quý vị phải dùng cái tay quý vị cong lại. Cong gì nè? Cong vô thì cong luôn. Rồi, ôm cái vòng lại. Ôm cái vòng chưa? Rồi, quý vị lấy hết sức mình xin quý vị. Quay lên. Đó, vậy đó, hiểu không? Rồi làm đi. Đó, tôi ví dụ thôi, mà làm đi. Mụ đậu cha nó làm suốt cái nách mà cái vòng chưa quay nè. Làm đi, quay đi, mà quay đi. Được hết trơn. Được, đó nè. Bài vẫn gì? Không có được, mà quay vậy nè. Cứ ngắt không có quay được mà phải cong cái tay bị nè, bật lên như vậy nè, nó mới lên bị nách cho nó tao dài bà Thảo không đạt được. Trời ơi, con sao mà kỳ vậy? Quay đi. Sao mà chơi ngu vậy? Nào bây giờ tèo như chiếc hồ ta. Ê. Đó, nồi lẩu coi. Nồi lẩu đó. Nếu mà lẩu về tới ha, chồng nấu lẩu giờ húp lẩu vui vẻ, chồng húp ba lệ vui vẻ. Đó, trời ơi, đó đó, trong cái lúc mà ví dụ mà bật máy lạnh mình lạnh quá mà hay cầm rung qua rồi mà ấm mà không có đủ ra ấm đó quý vị. Mình bật cái nồi lẩu hai chồng húp lẩu rột vui vẻ. Sợ cái gì nha? Đó. Chị vợ nấu lẩu cho anh chồng húp đó, hai chồng húp lẩu vui vẻ cái gì nha. Muốn lẩu mắm thì húp lẩu mắm, muốn lẩu thái húp lẩu thái, chưa cay mặn ngọt. Lẩu gì thì tùy vào cái tay nghề của chị gái em nha. Rồi, tiếp đi. Vô tèo 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 gấu bông, gấu bông là tụi mình. Dạ, nói dụ như một con gấu bông, gió nhảy quý vị hiểu chứ quý vị. Nếu như quý vị không lấy qua con gấu bông, quý vị có thể lấy giùm em đó là những con gấu bông dài mình con. Gì má? Chơi vậy? Hả? Chơi vậy? Đem về làm ở đợ. Thôi. Trời ơi. Cái gì nè? Bộ gọi xã. Bộ gọi xã, dạ đó. Ờ, quý vị đó, quý vị từng thấy nó gọi đầu em chưa quý vị? Dạ anh. Hát cái lương nghe hả? Hát bài nữa hả?
chín. Thôi, để em hát cho. Bà hát hoài rồi, khán giả nghe hoài chán lắm, để em hát cho. Chú Tâm ơi, gãi nhẹ giùm con đó chú Tâm. Dạ. Để chị nhắc em nghe, nhắc em nghe. Cái gì má, hát cái gì kỳ vậy trời ơi. Thôi, ta cho cái tuồng mà bóng ai thật thấy dưới cằm. Thích cái tuồng đó đó. Thôi. Mong ai bóng gió môi. Cái gì má, nhắc cái đàng hoàng sủ em chị. Mong ai thấp thoáng dưới trăng. Có phải ông chồng em đi ngoại tình nhờ. Gì nữa, gì nữa. Ngoại tình mà em không dám bắt ghen. Cái gì má, cái gì ông mập hơn em. Má này để tự hát đi, khỏi nhắc đi. Thường thì bắt cái tông đó. Bóng ai thấp thoáng dưới trăng. Có phải anh giải phóng quân về thăm sớm. Nhỏ để ngày nào nhớ lại sóc bông bo. Còn mở trong khói lửa người bầm bò. Sông giữa giữa mạc từ khóa tôi nghe câu hò ví dặm. Ủa phải không má, cái gì cái cây dây. Ủa phải không phải má. Sao như người bầm bò sông giữa. Sông giữa trại hồn. Trại hồn. Trại hồn. Trại hồn em bắt nhiêu, nhiêu cái hồn. 150 cái. Ủa trời ơi. Rẻ vậy. Đó. Đây. Thôi kệ cái gì nha. Còn vòng này vòng nữa thôi quý vị. Trời ơi. Tôi hát với bà có một bài cái lương mà cắt mẻ cái mũ nó dài rồi. Ủa sao kỳ vậy? Ai biết kỳ còn chó nó vô. Thử đáp bà cái ống hả? Thử đáp sao chú kỳ. Quần áo dài một năm em thay 12 cái quý vị ơi. Một tháng một cái. Ghiết rồi xong rồi. Kìa ông Đạt rủ đi massage kìa. Sao? Rồi em xin được tổng kết dòng loại này. Dòng loại này dòng loại áp chót. Dòng loại sau này dòng loại chót luôn quý vị mà nha. Và sau vòng loại sau em sẽ đến với một loại đội vé cho tất cả quý vị nha. Dạ. Rồi còn như vé hồn. Còn còn 5 vé à. Rồi cưng còn như vé cưng. Mày còn nhớ giá mày? Ừ, tiền múa quá trời múa vậy trời. Bây giờ tao mệt quá tao quên tên rồi. Hai vé. Vậy em mệt quá em quên tên rồi. Giờ kêu nó mày bà nó đi rồi. Tính. Rồi còn nhiêu vé vậy Hảo? Bảy. Hết quá nó vừa qua lượng nguyên 9 vé rồi. Rồi còn nhiêu cân? Còn hai vé hả? Còn hai vé cuối hả? Rồi. Còn ai vé anh? Còn nhiêu vé đó anh? Hả? 5 vé. 5 vé. Rồi cái thứ cuối về là cái vé theo mắt vậy em sẽ cho bắt đầu. Giờ số. Thôi ráng hai vé nữa đi quý vị. Ráng hai vé nữa sổ luôn quý vị ơi. Ráng hai vé nữa đi. Hai vé nữa đi quý vị ơi. Hai vé nữa đem sổ đi quý vị ơi. Hai vé nữa em sổ quý vị nha. Hai vé nữa. Hai vé cuối tay luôn quý vị. Hai vé cuối tay là hai giữa trụ nhà mai quý vị ơi. Hai vé nữa đi quý vị ơi. Bà nói là sổ lô tô chứ bà nói sổ không khán giả tao không biết tao đi vô toilet kiếm mã trọng sổ. À vậy hả? Ừ. Rồi. Vé đi. Vé đây anh ơi. Vé đây là vé đây nè. Vé đây nè. Ráng trời ơi nó chạy dữ rồi. Chạy đi cưng. Ừ chạy đi. Rồi chạy cũng đi nữa thì đó. Trời ơi. Múa ba lê luôn kìa trời ơi. Đó vô đồng nó có mấy ngày thôi mà vậy đó quý vị. Vô chừng một năm thôi chắc là làm con gái luôn. Đây nè, ngày mai mặc áo dài làm nó độn trên độn dưới làm lộ tới nơi. Một ba cái mùi dễ giống bà vậy đó. Ủa phải không? À, chứ sao em không biết ý em mà em nói vậy thôi à. Cái thời mà em chưa xẻ thịt em nhét cái gì vô trong cái túi ngực của em có độn đồ dẻ như chị không? Em độn mâm gòn chị. Dạ rồi. Nha hoài vậy trời, từ trời ơi. Dạ rồi. Rồi. Có dây đổi tóc giả hoài là vậy. Dạ đây tôi bây giờ xin mời quý vị tập trung mà sẽ bắt đầu. Dạ xuống. Số gì ra cờ ra con mấy con mấy cờ ra con mấy cờ ra. Dạ quý vị ơi trời 10 giờ rồi nên tụi em xin được phép gõ mỏ quý vị nha. Dạ. Gõ sóc lan quý vị nha. Dạ sẵn bữa nay là rằm. Ủa phải rằm hơn. Rằm hôm nay 16 mình gõ mỏ đó quý vị. Hôm nay cũng vậy á. Dạ. Số gì ra cờ ra con mấy cờ ra con mấy cờ ra con năm gì ra con năm gì ra. Một vé cuối. Một vé chó rồi sổ đi. Số gì ra chứ chồng người đánh giặc sông lô. Chồng em dưới bếp rang ngô bị cháy nồi. Chứ chồng người cưỡi ngựa bắn cung. Chồng em cưỡi khỉ lấy dây thun bắn gà. Năm mười ba. Rồi cờ ra con mấy. Con mấy cờ ra. Con mấy gì ra. Con số gì ra. Cờ ra mà con mấy. Con mấy cái gì ra, con số gì ra. Con rắn không chân đi năm rừng mà bãi rú. Con gà không nhổ đuôi chín mà 10 con à. Chứ phải chỉ nhan sắc em còn. Mà coi như quỷ sứ mà tưởng mình có
diệt 50 nguyên. Nguyên 50 rồi con 50 còn 50. Con 50 rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra. Con mấy cờ ra rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra. Chứ cao cao bên khung cửa sổ có hai người đàn ông hôn nhau. Con số 6, con số 6, con số 6, con số 6 rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra, mấy cờ ra. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ chăm đường mà con hư. 20 con tư, 20 con tư rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra. Con mấy gì đây, con ba gì ra. Chứ trúc sinh trúc mộc mà đầu đình, em sinh em đứng một mình em hôi rình. 39 39 39 39 39 rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra, con mấy gì ra. 60 con 60 rồi cờ ra con mấy cờ ra. Con 60 rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra, con mấy cờ ra. Con số gì đây à? Chứ sáng trăng chạy chiếu hai hàng, bên nàng đọc sách cho chàng mà quay tơ. Chứ quay tơ phải giữ mối tơ, dù trăm bảy mối em chờ mà mối ai. 42 42 rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra. 42 42 rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra, mấy cờ ra. Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng cái thiếp cam. Còn số 8 còn số 8 rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra, con mấy gì ra. Con số 8 con 10 mà gì ra, con 10 gì đây, con 10 gì ra, con 10 gì ra. Tây thiên à đại thánh đại não mà thiên cung, bị đứt cái dây thôi mà tuột xà rong mà chạy trốn. Con 14 con 14 à, con 14 con 14 con 14 con 14 rồi cờ ra con mấy, con mấy gì đây, mấy gì đây. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con 13 con 13 con 13 rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra, con mấy gì ra. Chú chồng người áo rách những men, chồng em áo gấm những thoa son mặt đầm. 515 515 rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra. 515 515 rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra, con mấy cờ ra. Người cầm cái ly là Quan Âm Bồ Tát, người cầm cái bát Phật Tổ mà Như Lai. Quá phép bàn tay nhốt ngay con khỉ đột. 21 21 21 21 21 21 rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra, con mấy cờ ra. Tại thiên đại thánh đại não cái thiên cung, bị đứt dây thun tục quần mà chạy trốn. 54 54 54 54 rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra. Ai đợi hàng ba không đợi thôi. Ba gì ra, con ba gì ra, con ba gì ra, con ba gì đây. Pháo qua pháo, xe qua xe, chốt qua chốt, duyên qua duyên. Đời chỉ sơn hô như con chốt. 31 31 con 31 rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra. 31 31 rồi cờ ra con mấy, con mấy cờ ra, mấy cờ ra. Bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã chín ai vào mà hay chưa. Mận hỏi thì đào mà xin thưa, vườn hồng đầy chó nên không có ai vào. 26 26 rồi cờ ra con dài. 26 đọt dài. Rồi dòng loại cuối của gì ơi, dòng loại chót, dòng loại cuối. Và sau vòng loại này chúng em sẽ tiến hành đổi vé bốc thăm cho quý vị nha.
1 13 Có 2 42 Có 3 60 Rồi dòng loại cũng đã nhanh rút gọn giùm em quý chị ơi. Dạ rồi, và ngay từ bây giờ thì bốn đội tụi em sẽ phục vụ cho tất cả quý vị vòng loại vé cuối cùng. Và sau vòng loại vé này tụi em sẽ tiến hành đổi vé cho quý vị hai lá vé lô tô cũ mà tàu giờ tới giờ quý vị không may mắn đọc giải. Tụi em sẽ được đổi thành một phiếu bốc thăm trúng thưởng ngay từ bây giờ quý vị mình nha. Dạ rồi, và quý vị vòng loại cuối cùng hãy ủng hộ nhanh mau gọn lẹ và nhiệt tình giùm cho bốn đội tụi em quý vị mình ơi. Đọc tin nhắn thôi.